chương 276 anh ta thật sự vung ngân châm ra. Chỉ thấy hai ngón tay ông ta nắm ngân châm, cánh tay treo lơ lửng giữa trời, ngón tay có hơi khô gầy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình thản, cho người ta một loại ảo giác vạn đao vào người cũng không thể khiến ngón tay ông ta run rẩy dù chỉ một chút. Hứa tưởng anh vô cùng căng thẳng, tim cũng sắp nhảy lên tận cổ. Hai ngón tay của Lâm Trung Hiệp cầm ngân châm có hơi xoay một cái rồi nhấc lên, cây ngân châm kia lập tức đã rút ra trong nháy mắt trong cả quá trình, sắc mặt ông ta vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên rút ngân châm ra không hề nhẹ nhàng giống ông ta nói như vậy. Dùng gần 2 phút, Lâm Trung Hiệp mới rút ngân châm ra. Ngân châm vừa nhổ ra, cảm giác tê dại của cánh tay rút lui giống như thủy triều. Cả người hứa tưởng anh trực tiếp sụi lơ trên sàn nhà bằng gỗ, sắp sửa hư thoát. Lâm Trung Hiệp chẳng muốn đi nhìn sư đệ không hăng hái này của mình, nhìn chằm chằm cây ngân châm bình thường không có gì kỳ lạ trong tay kia hỏi châm này ai đâm cho cậu. Nếu châm không tốt một cái, nửa người trên của câu sẽ phải tàn phế. Nghe được câu này, cơ thể hứa tưởng anh run lên, nỗi oán hận với đường Tuấn dâng tràn. Ông ta cắn răng nghiến lợi nói, chính là thằng nhóc họ đường kia. Lông mày Lâm Trung Hiệp cao lại nói, chính là người trẻ tuổi nhìn thấu trò lừa gạt của cậu mà cậu nói. Mặt mo hứa tưởng anh ửng đỏ, cũng không dám ngụy biện, gật đầu thừa nhận lâm trung hiệp hất ngân châm ra chỉ nghe view một tiếng ngân châm vậy mà ngay ngắn đâm vào vách tường nói cẩn thận một chút cho tôi sắc mặt lâm trung hiệp trước nay chưa từng nghiêm túc như thế ông ta trầm giọng nói audio điện tử võ tấn bền hứa tường anh nhìn thấy sư huynh thế mà xuất hiện vẻ mặt này cũng không dám giấu giếm nhiều một năm một người kể lại chuyện xảy ra ở mãn giang lâu một lần đương nhiên trong đó không thiếu thêm mắm thêm muối ví dụ đường Tuấn làm sao xem thường lời quỷ y Lâm Trung Hiệp các loại, chỉ là lúc Lâm Trung Hiệp nghe được mấy câu này thì ngay cả biểu cảm thừa thái cũng không có. Anh ta thật sự vung ngân châm ra, sau đó đâm vào cùi trỏ của cậu. Cậu xác định, sau khi Lâm Trung Hiệp nghe xong, suy nghĩ một lát, sau đó hỏi lần nữa. Hứa tưởng anh gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhóc thúi kia quá đáng ghét, dù nói thế nào tôi cũng là sư đệ quỷ y, anh ta dám đối xử với tôi như vậy, vốn không để sư huynh vào mắt. Lâm Trung Hiệp bỗng nhiên thở dài nói, nếu như chuyện thật sự như lời cậu nói thì đúng là anh ta có bản lĩnh này. Khí cảnh y đạo bất phàm cỡ nào, há lại sẽ sợ hãi tên tuổi người khác. Tôi dốc lòng khổ sở nghiên cứu 30 năm, trong lúc đó càng trả cái giá lớn như vậy mới miễn cưỡng hiểu được cánh cửa khí cảnh y đạo, không ngờ tới thế gian này vậy mà xuất hiện người trẻ tuổi khó lường như thế. Hứa tưởng anh nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường nói, sư huynh, theo tôi thấy, tên kia có lẽ là học được vài kỹ năng y thuật từ nơi nào đó tôi thấy cũng không có gì đặc biệt đáng để anh khích lệ như vậy sao lâm trung hiệp lạnh lùng liếc nhìn hứa tường anh nói ha ha vài kỹ năng y thuật cậu cho rằng mỗi người đều là cậu sao dựa vào vài kỹ năng y thuật đã dám đi khắp nơi lừa gạt hứa tường anh suy sụp lại không nói thành lời vị sư huynh này của ông ta nghiêm khắc có tiếng ông ta vốn không dám bác bỏ chỉ là không biết anh ta rốt cuộc đã đến bước kia chưa. Bây giờ tôi bỗng có chút chờ mong cuộc tỉ thí sau này với anh ta rồi, có lẽ thật sự có thể kiểm chứng y học cùng với anh ta, từ đó để y học của tôi lại tiến lên một bước. Ánh mắt Lâm Trung Hiệp có sự chờ mong nhiệt huyết. Sư huynh, vậy chi bằng tôi để người nhà họ Tề bắt thằng nhóc đó tới, để anh ta viết y thuật sở học ra gia giao cho sư huynh. Hứa tưởng anh cẩn thận từng ly từng tí nói. Lâm Trung Hiệp dùng một loại ánh mắt ngu ngốc nhìn hứa tưởng anh nói, bản thân cao thủ khí cảnh y đạo đã là võ đạo tông sư, cậu cảm thấy dựa vào những người nhà họ tề kia có thể bắt được một vị cao thủ tông sư. chương 277, Cảnh giới thần hải. Hứa tưởng anh nghe vậy, đầu tiên ông ta sững sờ, sau đó lộ ra vẻ mặt khiếp sợ nói, sư huynh, anh nói thằng nhóc kia là cao thủ khí cảnh y đạo. Làm sao có thể, anh ta mới mấy tuổi, tổ sư quỷ y môn có khiếu hơn người, nhưng cũng vào lúc hơn 40 tuổi mới lĩnh ngộ được tinh túy khí cảnh y đạo. Thằng nhóc kia làm sao có thể mạnh hơn tổ sư ra. Vừa rồi ông ta chỉ lo dèm pha đường tuấn, vốn không có nghiêm túc nghe ý nghĩa trong lời nói của Lâm Trung Hiệp. Lâm Trung Hiệp nghiêm nghị nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Quỷ y môn chúng ta chỉ là trung y nhất mạch mà thôi, có thể nào ôm đồm thiên hạ. Cho dù đường tuấn còn chưa đạt tới khí cảnh y đạo, nhưng cũng tranh lệch không xa nhân vật như vậy đã không phải kẻ cậu có thể đối phó. Sư huynh, vậy tôi phải làm sao bây giờ?" Hứa Tường Anh nuốt từng ngụm nước bọt, có hơi bận tâm hỏi. Nhưng ông ta đã hoàn toàn đắc tội Đường Tuấn, nếu Đường Tuấn so đo, dựa vào bản lĩnh khí cảnh y đạo của ông ta, chẳng phải nói thời gian còn sót lại của Hứa Tường Anh đều phải trôi qua trong nỗi lo lắng hãi hùng. Sư huynh quỷ y của ông ta cũng không thể 24 tiếng đều bảo vệ ông ta. Lâm Trung Hiệp khoát tay áo, hai đầu lông mày lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, không sao. Anh ta tuy mạnh, nhưng tôi càng mạnh, tuổi tác của anh ta quá nhỏ, bệnh nhân từng gặp từng chữa ngay cả một phần người của tôi cũng không sánh nổi. Đây chính là khuyết điểm lớn nhất của anh ta, dựa vào đấy, tôi có đủ niềm tin có thể thắng anh ta. Chờ sau khi tôi thắng anh ta trong cuộc tranh tài y thuật, từ đó sẽ giúp cậu hóa giải mâu thuẫn, cậu không cần lo lắng. Hứa tưởng anh nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhóc con, chờ sư huynh tôi đánh bại anh xem anh còn dám phách lối với tôi nữa không trong lòng hứa tường anh oán hận nói lâm trung hiệp thấy thế khẽ than một tiếng tính cách vị sư đệ này của ông ta thế nào ông ta vô cùng hiểu rõ nhưng dù sao cũng là sư đệ của ông ta bất chỉ thế nào nữa cũng không tới phiên một người ngoài như đường tuấn tới dạy dỗ ông ta đành mượn cuộc so tài y thuật này thay quỷ y môn lấy lại chút mặt mũi đi sau khi thấy âu dương hồng phượng Đường Tuấn lập tức rời khỏi mãn giang lâu. Về phần Ninh Đình chung, anh ta chủ động ở lại muốn dẫn Âu Dương Hồng Phượng đi dạo một vòng. Khiến Đường Tuấn hơi kinh ngạc chính là Âu Dương Hồng Phượng vậy mà không từ chối. Sương mù sáng sớm bao phủ cả núi Thanh Viên, tựa như một thiếu nữ vùng sông nước Giang Nam mặc váy dài lụa mỏng, có loại đẹp đẽ mông lung. Trên sân thượng biệt thự to lớn số 1, cơ thể Đường Tuấn dương ra, có khi như du long, có khi như mãnh hổ, mọi cử động khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Anh đã là võ đạo tông sư, hiểu biết với võ thuật sớm đã vượt qua phạm vi người thường. Những màn diễn võ thuật trên TV kia ở trước mặt anh lập tức giống như trò trẻ con, không có bất cứ khả năng nào so sánh. Cảnh giới thần hải, đường Tuấn thu tay lại, ánh mắt nhìn về phương xa, tự lầm bẩm đó rốt cuộc là cảnh giới gì. Xuất thân y thánh thế ra anh có thể trong ngẫu nhiên vượt qua nội kinh, trực tiếp thăng lên cảnh giới chân khí đã là vận cướp chó lớn bằng trời, về phần cảnh giới thần hải thì với đường tuấn mà nói giống như một giấc mơ vậy. Chỉ dựa vào đánh quyền ngày qua ngày, thôn nạp tử khí phía đông, thật sự có thể một ngày thăng lên cảnh giới thần hải sao? Ánh mắt đường tuấn lộ ra vẻ hoài nghi, võ đạo bây giờ của anh mọi thứ đều là tự mình hiểu được, vốn không trải qua học tập có hệ thống, càng không biết làm sao tiến thêm một bước võ đạo. Đang lúc đường tuấn suy nghĩ, điện thoại anh đặt trên chiếc ghế cách đó không xa lại reo. Bước chân đường Tuấn di chuyển, vừa xài bước chính là khoảng cách 10 mét. Đường Tuấn, cháu bây giờ có rảnh không? Trong điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Diệp Nam Nhật. Đường Tuấn nói, sao thế chú Diệp? Diệp Nam Nhật nói, công ty xảy ra chuyện. Vừa nãy người trong công ty gọi điện cho chú, nói thằng nhóc nhà họ tề kia vậy mà triệu tập tất cả cổ đông tập đoàn Nam Nhật tiến hành cuộc họp, Yêu cầu công ty công khai phương thuốc thuốc thông thần và bột tuyết cơ. Tề Hưng, ánh mắt Đường Tuấn lập tức trở nên âm u nói, anh ta muốn làm gì? Trong giọng nói của Diệp Nam nhật lộ ra vẻ hối hận nói, khoảng thời gian trước nhà họ Tề đã thông qua đủ loại con đường thu mua không ít cổ phần của công ty. Sau khi chú bị ám sát đã tạm thời giao công ty cho quản lý Thanh Phương, cháu cũng biết quan hệ Thanh Phương và Tề Hưng không tệ, không ngờ Tề Hưng vậy mà âm thầm chơi ngáng chân Thanh Phương. Là chú đánh giá thấp Tề Hưng mới tạo thành họa lớn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ còn cách công khai năm 51% cổ phần trên danh nghĩa của cháu mới có thể xoay chuyển cục diệt Đường Tuấn vừa nghe, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng chấp lóe nói, chú Diệp, tạm thời chú đừng vội, như vậy chú đến công ty trước, sau đó cháu sẽ đến. Về phần có công khai cổ phần hay không chờ cháu đến rồi nói. Không phải vạn bất đắc dĩ, Đường Tuấn còn chưa muốn đứng trước sân khấu, như vậy quá gây chú ý cho người ta chưa đầy 30 tuổi đã nắm giữ tài sản riêng mấy tỷ của tập đoàn Nam Nhật, nếu thật sự công khai ra, chỉ sợ ngày hôm sau, toàn bộ thành phố Vinh, thậm chí tất cả trang đầu báo tài chính và kinh tế tỉnh Phú Yên cũng sẽ là anh. Lúc này Diệp Nam Nhật cũng hơi bình tĩnh lại, trầm giọng nói chú biết. Chú cố gắng ổn định bọn họ, cháu tranh thủ thời gian chạy tới đi. Nói xong, Diệp Nam Nhật lập tức cúp điện thoại, chương 278 không rút cũng phải rút. Nói chuyện điện thoại với Diệp Nam Nhật xong, Đường Tuấn suy nghĩ một lát, bấm nút gọi cho Âu Dương Hồng Phượng. Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường bọn họ lúc nào đến? Đường Tuấn hỏi thẳng. Lúc này Âu Dương Hồng Phượng vừa luyện công buổi sáng xong, trả lời, tôi đã hẹn thời gian với bọn họ rồi, có lẽ sau một tiếng bọn họ sẽ tới thành phố Vinh. Đường Tuấn gật đầu nói, cô nói với bọn họ, bảo bọn họ đi thẳng tới tập đoàn Nam Nhật tìm tôi. Bên kia xảy ra chút việc, bây giờ tôi phải nhanh chóng đi qua. Âu Dương Hồng Phượng không dám do dự, trực tiếp đồng ý. Đường Tuấn chữa khỏi bệnh cho cha Âu Dương rể cô ta, hơn nữa còn hứa giúp đỡ nhà họ Âu Dương xử lý khó khăn sau đó, có thể nói là ân nhân lớn của nhà họ Âu Dương cô ta. Sau khi nói chuyện xong với Đường Tuấn, cô nói với Trần Mẫn đi theo bên cạnh, chỉnh lý tài liệu hợp tác với tập đoàn Nam Nhật một chút. Còn nữa đổi người hợp tác phía trên thành Đường Tuấn. Trần Mẫn do dự nói, nhưng Đường Tuấn cũng không phải nhân viên tập đoàn Nam Nhật, càng không phải cổ đông. Viết tên anh ta có tác dụng không? Trong mắt Âu Dương Hồng Phượng lộ ra vẻ lạnh lẽo nói, trừ đường Tuấn, sổ sách của ai nhà họ Âu Dương tôi cũng không mua. Đến lúc đó tôi xem hai loại thuốc mới của tập đoàn Nam Nhật làm sao bán ra thành phố Vinh. Còn có, nói với ông Diệp và Hoàng Tường rằng đó là ý của đường đại sư. Đôi mắt Phượng xinh đẹp của cô ta híp lại nói, nếu không phải nể mặt đường đại sư, ai sẽ tốn thời gian để ý tập đoàn Nam Nhật trực tiếp thu mua là được nhưng người ta hết lần này tới lần khác đều không nhìn thấy. Sau khi cúp điện thoại, Đường Tuấn dặn dò hai cậu với độc bà bà và hoa tiểu nam rồi lập tức rời khỏi biệt thự số một công viên xanh. Lúc anh lái xe đến tập đoàn Nam Nhật đã là 8 giờ 30 phút, anh tìm vị trí đậu xe xong. Chiếc xe hơi này còn là lúc trước Trần Bá Phước hộp cả thảy biệt thự số một đưa cho Đường Tuấn, lúc này đúng lúc có đất dụng võ. Lần nữa đi tới tập đoàn Nam Nhật, mấy nhân viên lễ tân hiển nhiên đã nhận được thông báo, trực tiếp dẫn anh vào phòng học. Vừa mới tới gần hội trường đã nghe được một chàng tiếng nói uy nghiêm và đùa cợt truyền đến bên trong. Diệp Nam Nhật, hôm nay chút rút thì rút, không rút cũng phải rút. Bây giờ tập đoàn Nam Nhật đã do cậu chủ cả tề làm chủ, mà không phải vật riêng của họ Diệp chú. Chú Diệp, tôi thấy anh cũng đến tuổi về hưu rồi, vẫn nên sớm về dưỡng lão đi. Yên tâm, tôi sẽ tìm chỗ tốt cho chú, để chú an dưỡng tuổi già. Oanh một tiếng sấm nặng nề như buồn bực bỗng nhiên vang lên trong phòng họp. Đón lấy giọng nói mang theo tức giận của Diệp Nam Nhật truyền ra, đám người các anh đây cũng dám ăn cây táo rào cây sung. Lúc trước các anh không có gì gì, nếu không phải tôi có lòng tốt chứa chấp các anh, các anh đã sớm chết đói đầu đường. Nhắc đến chuyện năm đó, bầu không khí trong phòng họp rõ ràng đông cứng, sau đó có người châm chọc nói, Diệp Nam Nhật, nếu thật sự muốn so đo như vậy, nếu không có chúng tôi cố gắng nhiều năm như vậy, làm sao lại có tập đoàn Nam Nhật bây giờ? Chú đừng ôm hết công lao vào người, hơn nữa nhiều năm như vậy, chút ân tình của chú với chúng tôi, chúng tôi đã sớm trả hết rồi. Đường Tuấn nghe đến đó thầm thở dài, quả nhiên có thể cùng chung hoạn nạn nhưng không thể cùng phú quý. Tình huống tập đoàn Nam Nhật ông ta cũng biết, năm đó ông nội anh đường hảo chữa khỏi cho Diệp Nam Nhật, hơn nữa sau khi cho ông ta một khoản tiền, Diệp Nam Nhật lập tức kéo một đám gọi là anh em hoạn nạn thành lập tập đoàn Nam Nhật. Bọn anh em hoạn nạn này ở tập đoàn Nam Nhật sau khi lớn mạnh đương nhiên trở thành cổ đông kỳ cựu của tập đoàn, chỉ là không ngờ sẽ vào lúc này lựa chọn cắn ngược lại Diệp Nam Nhật một cái, quả nhiên là thời thế đổi thay. chương 279, muốn chết. Lời này nói ra, Diệp Nam Nhật trực tiếp xứng sở tại chỗ. Ha ha, không nói tới thôi Diệp Nam Nhật. Có người cười lạnh nói, tôi khuyên chú vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời giao cách điều chế thuốc thần hoàn và bột tuyết cơ ra, đến lúc đó chia hoa hồng còn có thể chia một chút cho chú nếu không mà nói sau này ngay cả cửa lớn tập đoàn nam nhật chú cũng không vào được ha ha dùng tên mình thành lập công ty nhưng ngay cả bản thân cũng không vào được chỉ sợ chú cũng là người đầu tiên ở thành phố vinh ha 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 diệp nam nhật chú cũng có ngày hôm nay đám người trong phòng họp hiển nhiên bị lời nói này đâm chúng huyệt cười tất cả đều cười ha hả lên két lúc này cửa lớn phòng họp bỗng nhiên bị đẩy ra Tiếng cười bỗng nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía vị trí cửa lớn. Nhóc con, cậu là ai? Đi vào làm gì? Tiểu Lưu, cậu đang làm gì? Không thấy chúng tôi đang học sao? Mau mang người ra ngoài. Gương mặt nhân viên lễ tân Tiểu Lưu tuổi thân, vốn không biết làm sao cho phải. Lúc này Đường Tuấn rốt cuộc thấy rõ tình huống trong phòng họp, chỉ thấy Tề Hưng bắt chéo hai chân ngồi trên ghế chính của phòng họp, nở nụ cười lạnh lùng nhìn anh mà cổ đông khác của tập đoàn nam nhật thì chia ra hai hàng ngồi xuống về phần hai cha con diệp nam nhật và diệp nhất phi này thậm chí ngay cả vị trí cũng không có đường tuấn là tôi mời tới các anh không có tư cách đuổi cậu ta ra ngoài diệp nam nhật nổi giận nói hơn nữa phất tay để nhân viên lễ tân tiểu lưu đi ra ngoài trước a à, tôi nhớ ra rồi anh ta chính là thằng nhóc đã đánh nhất phi hôm đó ha ha diệp nam nhật ông cũng thật có bản lĩnh thế mà còn giấu một thằng oát lai like căng như thế muốn chết đường tuấn hừ khẽ một tiếng anh dùng tay trực tiếp bắt lấy cổ áo người trung niên nhấc cả người ông ta lên tay trái không hề khách khí cùng lúc dơ ra bốp 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 nháy mắt chính là 10 cái tát tát vào mặt người trung niên sau đó đường tuấn ném người trung niên giống như ném một bao rác xuống mặt đất nói mẹ ông không dạy ông nói chuyện tử tế sao miệng người trung niên đã xương như đầu heo răng cũng rụng mấy cái Vốn không nói được lời nào. Đối mặt lời chất vấn của Đường Tuấn, ông ta chỉ có thể tức đến run người. "Đủ rồi Đường Tuấn, nơi này không phải nơi anh dương oai." Tề Hưng đột nhiên đứng dậy, tức giận quát Đường Tuấn. Đường Tuấn khoang hai tay nói, "Ồ, vậy trong này chính là nơi cậu chủ cả họ Tề anh lớn tiếng la hét sao?" Tề Hưng cười lạnh nói, "Ha ha, bây giờ tôi là cổ đông lớn nhất tập đoàn Nam Nhật trừ Diệp Nam Nhật ra, nếu tôi không có tư cách ngồi đây, ai có tư cách?" Tề Hưng, nếu không phải anh chơi trò lừa bịp, anh nào có tư cách đứng đây? Mệt cho tôi còn coi anh là anh em tốt, Diệp Nhất Phi tức giận nói. Tề Hưng châm chọc nói, Nhất Phi, anh ngu ghê á. Thường trường không cần cha con, huống chi là anh em, từ đầu tới đuôi chỉ là có mình anh đơn phương tình nguyện thôi. Tề Hưng liếc nhìn một vòng toàn trường, gương mặt nắm chắc tự tin nói, vở hài kịch này cũng nên kết thúc. Chương 280, không sao, còn phải nhớ kỹ bài học này anh ta nhìn chằm chằm đường Tuấn nói, anh ở đây cũng tốt, tôi nghe nói hai toa thuốc kia còn là anh cung cấp cho Diệp Nam Nhật, đáng tiếc sắp phải rơi vào trong tay tôi. Ha ha, anh xem, tôi sinh ra chính là kẻ chiến thắng, anh dẫy dụa thế nào cũng không đấu lại tôi. Yên tâm, hai toa thuốc này của anh sẽ dạng danh trong tay tề hưng tôi, chờ nhà họ tề tôi trở thành nhà giấu nhất toàn tỉnh, tôi sẽ nhớ đến anh. Anh ta đến gần đường Tuấn, hơi cúi người nói, không chỉ toa thuốc, ngay cả Lý Ngọc Mai cũng là của tôi anh chắc chắn là kẻ thất bại tôi biết phó công của anh rất cao nhưng loại chuyện này dựa vào vũ lực thì không thể nào giải quyết không thể không nói tề hưng phân tích sự việc vô cùng thấu đáo phó công đường tuấn tuy cao nhưng mọi chuyện quả thật không thể dùng vũ lực để giải quyết đây cũng là nguyên nhân võ đạo thế gia chỉ có trốn ở phía sau màn có điều tề hưng vẫn đánh giá thấp đường tuấn anh có phải cảm thấy mình thắng chắc rồi không đường tuấn hỏi Tề Hưng nhìn Đường Tuấn giống như nhìn một kẻ ngu nói, chẳng lẽ anh còn có cơ hội xoay người sao? Giọng nói vừa dứt, cửa lớn phòng họp lần nữa bị đẩy ra. Nhân viên lễ tân tiểu Lưu nhút nhát đứng ở cửa ra vào. "Không phải bảo cậu đừng quấy rầy chúng tôi sao? Không muốn làm nữa đúng không?" Tề Hưng quát. Tiểu Lưu sợ hãi liếc nhìn Tề Hưng, sau đó run rẩy nói, "Cô chủ cả Âu Dương Hồng Phượng nhà họ Âu Dương đến rồi." Âu Dương Hồng Phượng, Tề Hưng nhíu mày trầm giọng nói cô ta tới làm gì tiểu lưu lén liếc nhìn diệp nam nhật nơm nấp lo sợ nói cô âu dương nói cô ấy đến đàm phán chuyện hợp tác liên quan tới hai loại thuốc mới tề hưng nghe vậy gương mặt lộ ra vẻ mừng rỡ cười nói xem ra tập đoàn nam nhật này giao cho tôi là đúng anh ta nhìn về phía đường tuấn và diệp nam nhật cười khẩy thấy không tôi đây còn chưa tiếp nhận công tay người nhà họ âu dương đã chủ động tới cửa tìm kiếm hợp tác ha ha có điều hai người các anh yên tâm, chờ đó lúc sau khi thuốc được đưa ra thị trường, tôi sẽ nhớ tới sự cống hiến của các người. Anh xác thực Âu Dương Hồng Phượng tới tìm anh hợp tác. Đường Tuấn hỏi. Tề Hưng cười lạnh một tiếng nói, cô ấy không tìm tôi hợp tác, chẳng lẽ còn tới tìm anh hợp tác? Dáng vẻ anh đây có gì để nhà họ Âu Dương thấy vừa mắt. Đừng quá đề cao bản thân. Đường Tuấn lắc đầu nói, quả thật không thể quá đề cao bản thân. Câu nói này tôi trả lại cho anh. Anh Tề Hưng hơi chậm lại nói, tôi không hứng nói với kẻ thất bại. Anh ta quay người nhìn về phía các cổ đông nói, các vị, bây giờ đi theo tôi ra nghênh đón cô Âu Dương nào. Cũng không thể thờ ơ bạn hợp tác của chúng ta, còn như mấy người các anh, chờ lúc tôi trở về, tôi không thấy các anh nữa, nếu không đừng trách tôi sai bảo vệ đuổi các anh ra ngoài. Gốc gác và thực lực nhà họ Âu Dương còn mạnh hơn nhà họ Tề một chút, Tề Hưng đương nhiên có phần không kịp chờ đợi lúc này anh ta chính là thăng quan tiến chức thuận lợi không chỉ lấy được hàng không mẫu hạm thương mại của tập đoàn nam nhật này càng sắp sửa tiến hành hợp tác với nhà họ âu dương cổ đông khác rối rít đứng dậy sau đó một đám người vây quanh tề hưng đi ra ngoài về phần mấy người diệp nam nhật và đường tuấn bọn họ lập tức cũng không thèm liếc mắt nhìn lại cha con sai rồi rõ ràng cha cũng đã dặn dò con không thể tin tưởng tề hưng nhưng con vẫn tin gương mặt diệp nhất phi đầy áy náy cậu ta đến bây giờ còn cho rằng hoàn cảnh của Diệp Nam Nhật và tập đoàn Nam Nhật là một tay mình tạo hình. Diệp Nam Nhật thở dài nói, không sao, con phải nhớ kỹ bài học này. Đường Tuấn, chúng ta làm sao bây giờ? Con nhóc nhà họ Âu Dương kia sẽ giữ giao ước với cháu sao? Sau khi dỗ dành Diệp Nhất Phi xong, Diệp Nam Nhật hỏi Đường Tuấn. Chỉ cần Đường Tuấn bằng lòng công bố bức thư phân phố quyền cổ phần kia, như vậy tất cả mưu đồ của Tề Hưng đều sẽ không làm nên chuyện gì. Đường Tuấn lắc đầu nói, bọn họ không dám, đi thôi, chúng ta cũng đi ra gặp khách một lần. Để Tề Hưng nhìn xem ai mới là chủ nhận tập đoàn Nam Nhật. Diệp Nam Nhật chỉ có thể gật đầu, đi theo Đường Tuấn ra ngoài. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 281, Đường Tuấn, anh đến rồi. Âu Dương Hồng Phượng gật đầu, bỗng nhiên nghi ngờ nói, Tề Hưng, anh ở đây làm gì? Diệp Nam Nhật đâu? Tề Hưng khẽ cười một tiếng nói, cô Âu Dương có chỗ không biết, vừa rồi các vị cổ đông mở cuộc họp, nhất trí quyết định bãi bỏ chức vị chủ tịch của Diệp Nam Nhật, bây giờ tôi mới là chủ tịch tập đoàn Nam Nhật. Âu Dương Hồng Phượng nhíu mày suy nghĩ, trước khi cô ta đến còn tưởng rằng người tập đoàn Nam Nhật làm khó đường đại sư, bây giờ xem ra có lẽ là tập đoàn Nam Nhật mâu thuẫn nội bộ. Nghĩ tới những điều này, cô ta khẽ thở ra. Cô Âu Dương lần này đến đây là muốn tiến hành hợp tác hai loại thuốc mới với tập đoàn chúng tôi sao? Tề Hưng nói: "Không sai, nhà họ Âu Dương tôi quả thực có ý này." Âu Dương Hồng Phượng nói. Tề Hưng nghe vậy, nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy nhịp nói: "Ánh mắt cô Âu Dương quả thật độc đáo, không dám gạt cô. Hai phương thuốc này là tập đoàn chúng tôi dốc hết sức mới làm ra, giá trị đại biểu không thể đo lường. Tương lai chỉ cần đưa ra thị trường, tuyệt đối có thể xưng bá thị trường trong khoảng thời gian ngắn." "Ồ, phải không?" nhưng tôi tại sao nghe nói hai phương thuốc này là người khác đưa cho Diệp Nam Nhật, hình như không có quan hệ với nhà họ Tề Anh. Âu Dương Hồng Phương chế diễu. Vẻ mặt Tề Hưng khẽ cứng ngắn, có hơi xấu hổ nói, lời cô Âu Dương nói tôi thật sự nghe không hiểu. Chắc là có vài người bên ngoài đồn đãi bịa đặt linh tinh. Âu Dương Hồng Phượng lười vạch trần lời nói dối của Tề Hưng, từ trong tay Trần Mẫn một bên lấy một phần hợp đồng qua nói, đây là hợp đồng về việc hợp tác tập đoàn Nam Nhật nhà họ Âu Dương tôi đã nghĩ ra xong, anh có thể xem qua một chút. Tề Hưng thấy thế, ánh mắt không khỏi lộ ra một chút hưng phấn, nhận lấy hợp đồng xem qua. Hạng mục công việc hợp tác phía trước quả thực chính là nhà họ Âu Dương toàn lực giúp đỡ tập đoàn Nam Nhật, hơn nữa còn là loại không tính đến chi phí, mặc dù Tề Hưng không hiểu, nhưng vẫn mở cờ trong bụng một trận. Nhưng khi anh ta nhìn thấy hai chữ người hợp tác, Đường Tuấn, dùng phông chữ đậm màu đen đặc biệt đánh dấu cuối hợp đồng sắc mặt lập tức hết xanh lại xám anh ta cầm hợp đồng chỉ vào tên đường tuấn bên trên nói cô âu dương công ty các cô chính là làm chuyện như vậy sao ngay cả phần hợp đồng cũng có thể ghi sai âu dương hồng phượng nói không sai tề hưng giận dữ nói không phải cô muốn hợp tác với tập đoàn nam nhật sao nhưng lại viết tên người hợp tác thành đường tuấn đường tuấn ngay cả nhân viên tập đoàn nam nhật cũng không phải vốn không có tư cách đại diện tập đoàn nam nhật nơi này hẳn nên ghi tên tôi chẳng lẽ như vậy còn không phải lỗi lớn âu dương hồng phượng lắc đầu cười khẽ tề hưng anh không khỏi quá coi trọng mình nhà họ âu dương tôi lúc nào từng nói muốn hợp tác với anh từ đầu tới đuôi tôi đều chưa từng nói câu này lời của âu dương giống như từng hạt dưa to quạt vào mặt tề hưng hết lần này tới lần khác anh ta còn không thể phản kích bởi vì âu dương hồng phượng quả thật chưa từng nói muốn hợp tác với anh ta hừ cô đã nói nhà họ âu dương một chút thành ý hợp tác cũng không có vậy thì mới các người rời khỏi ngay tề hưng lạnh lùng nói cậu chủ tề phải thận trọng lúc này có cổ đông khẽ nói với tề hưng thế lực và phạm vi kinh doanh thương nghiệp của nhà họ âu dương rất rộng nếu như có hợp tác với bọn họ hai loại thuốc mới của chúng ta có thể tiết kiệm được bao nhiêu phương tiện tề hưng hung hăng chừng người kia một cái trầm giọng nói anh cho rằng tôi không biết sao nhưng vấn đề bây giờ là đối tượng âu dương hồng phượng người ta muốn hợp tác là đường tuấn mà không phải tề hưng anh ta nếu hợp đồng này mà thành vậy anh ta cố gắng nắm quyền tập đoàn nam nhật thì có ích lợi gì đến lúc đó tất cả tài nguyên hợp tác đều nằm trong tay đường tuấn vậy chức chủ tịch này của anh ta chính là thùng rỗng kêu to loại chuyện này anh ta tuyệt đối không tha thứ cho nên thà rằng như vậy anh ta tình nguyện nhẫn tâm từ bỏ hợp tác với nhà họ âu dương cổ đông khác thấy thế trong lòng tiếc hận nhưng lại không tiện nói nhiều. Có nhà họ Âu Dương hợp tác, những cổ đông như bọn họ đây tuyệt đối có thể nhận được hoa hồng rất đáng kể. Đường Tuấn, anh đến rồi." Lúc này Âu Dương Hồng Phượng nhìn về phía đại sảnh tiếp khách ngoài cửa, chào hỏi người tới. Đi theo sau Đường Tuấn chính là Diệp Nam Nhật và Diệp Nhất Phi. Nhìn thấy Đường Tuấn, Tề Hưng lập tức lộ ra vẻ mặt căm hờn nói, "Anh cảm thấy dựa vào hợp tác với nhà họ Âu Dương thì có thể phá hỏng sắp đặt của tôi sao?" Không khoi quá buồn cười, tôi tình nguyện kiếm ít một chút cũng sẽ không để anh tiến vào tập đoàn. Anh tốt nhất dẹp suy nghĩ này cho tôi. Đường Tuấn và Âu Dương Hồng Phượng lên tiếng chào hỏi nhau, tìm chỗ thoải mái ngồi xuống nói, còn chưa kết thúc mà, nói không chừng lát nữa đám cổ đông ủng hộ anh phía sau kia sẽ ngược lại ủng hộ tôi cũng nói không chừng. Bọn họ dám, tề hưng nghe vậy, ánh mắt âm tàn quét về đám cổ đông sau lưng kia. Có điều lúc này trong lòng anh ta đã không đầy tự tin như vậy nữa anh ta hiểu rõ hơn bất cứ ai, bọn cổ đông này đều là những kẻ thích chạy theo lợi ích, chỉ cần ai có thể cho bọn họ nhiều tiền hơn, bọn họ sẽ nghiêng về kẻ đó. Đường Tuấn có thể lôi kéo nhà họ Âu Dương đã là dẫm phải vận cứt chó rồi, Tề Hưng vốn không tin còn có gia tộc lớn của tập đoàn lớn nào bằng lòng làm chỗ dựa cho anh. chương 282 không phải là tên kia chứ. Trong lúc Tề Hưng đang nghĩ như vậy, bên ngoài phòng tiếp khách lại vang lên tiếng bước chân. Lễ Tân Tiểu Lưu vội vã đi vào. Cậu lại vào đây làm gì? Không muốn làm nữa thì cút cho tôi. Lúc này Tề Hưng đang nổi nóng, ngay lập tức nổi giận quát Tiểu Lưu. Em mờ thanh thịnh nộ vang vọng ở trong phòng tiếp khách, đám cổ đông kia đều theo bản năng mà cách Tề Hưng xa một chút, chỉ sợ liên lụy đến chính mình. Tiểu Lưu lại càng sợ hãi đến suýt chút nữa thì khóc, đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì. Dường như nhận ra bản thân có chút thất lễ, Tề Hưng hít thở sâu mấy lần, hơi hơi bình phục tâm tình, trầm giọng hỏi. Có chuyện gì? Thanh âm tiểu lưu có chút nức nở, nói. Hoàng tổng hoàng tường của thành phố Bình Dương, còn có ông Diệp Thiên Vũ ở thành phố Đà Nẵng đã đến rồi. Nói là đến thảo luận chuyện liên quan đến việc hợp tác tiêu thụ thảo dược mới. Nếu như cậu chủ tề không rảnh, thì tôi để bọn họ chờ trước. Tề hưng nghe vậy, đầu tiên là sướng sờ, sau đó nghe được nửa câu sau của tiểu lưu thì suýt chút nữa tức giận mắng lần nữa. Bất kể là hoàng tường hay là Diệp Thiên Vũ bất kể là ai trong hai người bọn họ cũng đủ sánh vai với nhà họ Tề. Đặc biệt hai người bọn họ còn là ông lớn nắm giữ các thế lực ngầm, càng không phải là người mà nhà họ Tề bọn họ có thể mạo phạm. Bình thường cầu các nhân vật lớn này còn cầu không được, hiện tại lại còn muốn người ta phải chờ sao? Còn không nhanh mời bọn họ đi vào, quên đi, tôi tự đi ra ngoài mời." Tề Hưng vội vàng nói. "Ha ha, sao dám làm phiền cậu chủ Tề?" lúc này ở cửa truyền đến một đạo thanh âm dí dỏm nói. Trong khi nói chuyện, một đám người từ bên ngoài đã đi vào phòng tiếp khách. Đi ở đằng trước chính là một người đàn ông đầu chọc xăm hình rồng đen, cùng một ông lão mặc áo thời đường. Mà ở phía sau bọn họ, chính là một nhóm người mặc âu phục, vừa nhìn chính là các nam nữ tinh anh trong giới kinh doanh. Hoàng Tổng, ông Diệp, sao các ngài đã đến rồi? Sao không nói sớm cho tôi một chút, để tôi tiếp đón các ngài? Tề Hưng nhẹ nhàng cười nói, "Việc hợp tác với nhà họ Âu Dương đã thất bại, nếu như có thể hợp tác cùng Hoàng Tường và Diệp Thiên Vũ, cũng coi như là một chuyện cực kỳ tốt." Hoàng Tường cười lạnh một tiếng, nói, "Cậu chủ Tề ngay cả đại sư Đường cũng không để ở trong mắt, đoán chừng hai người chúng tôi đến tư cách để cậu chủ Tề nhìn thẳng cũng không có." "Ha ha, Tề Thiên Thông thực sự sinh ra được một đứa con trai tốt." Diệp Thiên Vũ cười nhạt nói, "Tuy là lời khen ngợi, nhưng dù là ai cũng nhận ra ý tứ diễu cợt trong giọng nói ông ấy tề thiên thông cha của tề hưng trong miệng ông ấy cũng chỉ có thể xem như người vai dưới hoàng tổng ông diệp tôi không hiểu rõ ý của hai ngài tề hưng đầy nghi hoặc không phải hoàng tường và diệp thiên vũ đến tìm anh ta để hợp tác chuyện thảo dược mới sao sao lại là loại thái độ này còn có đại sư đường trong miệng bọn họ là ai sao từ trước đến nay chưa từng nghe thấy chờ chút không phải là tên kia chứ Giữa lúc Tề Hưng đang cố gắng suy nghĩ, Hoàng Tường và Diệp Thiên Vũ đã nhìn thấy Đường Tuấn đang ngồi, bèn đi tới, dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người hơi khom lưng, kính cẩn nói. "Đại sư Đường, chào ngài." Bọn họ nói xong, mười mấy tinh anh giới kinh doanh đi theo sau bọn họ cũng đồng thanh nói. "Ngài Đường." Tề Hưng ngây ngẩn cả người, các vị cổ đông hơi há miệng, ông nhìn tôi, tôi nhìn ông, trên gương mặt đều là không thể tin được cho dù Diệp Nam Nhật và Diệp Thanh Phương đã biết từ trước, nhưng trên gương mặt vẫn hiện vẻ chấn kinh. Chương 283 xem ra cậu còn có mấy phần khí phách. Các người xác định đây là cuộc đàm phán thương mại, mà không phải là buổi tụ họp của các thế lực ngầm chứ? Vào giây phút này, trong đầu của bọn họ đồng thời hiện ra một ý nghĩ như vậy. Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường đều là liếm máu trên lưỡi dao mà đi lên từng bước một, tuy rằng mấy năm qua đều tận lực tẩy trắng nhưng uy danh hiển hách cho dù cách xa thành phố vinh cũng có thể nghe thấy vậy mà bây giờ hai ông lớn như vậy lại khom lưng hỏi thăm với một thanh niên như đường tuấn điều này nói ra chỉ sợ cũng không có người nào sẽ tin tưởng đi đường tuấn gật đầu nói hai vị vất vả rồi không vất vả không vất vả có thể dốc sức phục vụ cho đại sư đường là vinh hạnh của chúng tôi diệp thiên vô cùng hoàng tường cười nói dáng vẻ kia đâu giống ông lớn trái lại càng giống như là em trai nhìn thấy anh cả hoàng tổng ông diệp hai ngài miệng tề hưng khô khốc lại không biết nên nói cái gì hừ ngài cái gì mà ngài tôi cho cậu biết sở dĩ chúng tôi đồng ý giúp đỡ mở rộng hai loại thảo dược mới chính là nể mặt đại sư đường chứ không phải nể mặt tập đoàn nam nhật càng không phải là nể mặt nhà họ tề các cậu tính tình hoàng tường nóng nảy đã khó chịu với tề hưng từ lâu thẳng thắn mắng cậu là cái thá gì nếu không phải đại sư đường không so đo với cậu, một cái tát của ông đây sẽ đập chết cậu, xem tề thiên thông có dám nói gì không. Bị sỉ nhục trước mặt mọi người, sắc mất tề hưng tức khắc trở nên khó coi, nói. Hoàng Tổng, lời này của ngài có chút quá đáng rồi. Tôi nói thật cho ngài biết, bây giờ tập đoàn Nam Nhật đã không phải là của họ Diệp, lại càng không phải của họ Đường. Hiện tại là do tôi làm chủ, hợp tác với ai về hai loại thảo dược mới này, là do tôi đến quyết định nếu như các ngài không muốn hợp tác với tôi vậy các ngài có thể đi được rồi xem ra cậu còn có mấy phần khí phách hoàng tường cười lạnh nói chỉ là không biết xương cốt của cậu có phải cũng cứng như thế không lúc nói chuyện hoàng tường tiến lên vài bước thân thể cao to giống như một ngọn núi nhỏ ngăn trước mặt tề hưng tề hưng lùi về sau hai bước vẻ mặt có chút kinh hoàng nói ngài muốn làm gì tôi cho ngài biết bây giờ là xã hội pháp chế các ngài đã không thể hành động như trước được nếu tôi xảy ra chuyện gì mấy người cũng không xong đâu hoàng tường nghe vậy ánh mắt giống như chuông đồng lộ ra hàn ý người tập võ ghét nhất chính là những câu nói này ông ta đang muốn dạy dỗ lại tề hưng thật tốt nhưng đường tuấn lại đứng lên ngăn cản ông ta đường tuấn không nhìn tề hưng trái lại quay đầu nói với những cổ đông phía sau anh ta tôi biết cổ phần trong tay tề hưng còn không nhiều bằng cổ phần mấy người cộng lại các người muốn dựa lưng đại thụ hóng gió tôi cũng hiểu thế nhưng bây giờ mấy người còn cảm thấy nhà họ tề sẽ là cây đại thụ kia sao nếu có nhà họ âu dương ông diệp và hoàng tường cùng hợp tác với tập đoàn tiêu thụ thảo dược mới các người có thể được chia bao nhiêu tiền cũng không cần tôi nói đi nhưng rất đáng tiếc hiện tại chủ tịch mà các người tuyển chọn được lại ngăn cản đường tiền tài của các người tôi nghĩ mấy người hẳn biết phải làm thế nào chứ đương tuấn cho dù mày nói cái gì cũng vô dụng thôi Tao mới là chủ tịch tập đoàn Nam Nhật, chỉ tao mới có thể quyết định tập đoàn muốn hợp tác với ai." Tề Hưng lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, sắc mặt những cổ đông kia lập tức trở nên không dễ nhìn, sôi nổi nói. "Cậu chủ Tề, cậu như vậy là không đúng, phát tài phải cùng nhau, tuy nhà họ Tề của cậu có tiền, nhưng cũng không thể không cho chúng tôi kiếm tiền chứ." "Chương 284 không phải anh biết rất rõ tôi là ai sao?" "Cậu chủ Tề nên quên đi thôi." Tập đoàn Nam Nhật vốn không phải là của cậu, cậu vẫn là đừng nhúng vào. Họ Tề, ông Diệp bọn họ đồng ý hợp tác với chúng ta là nể mặt Đường Tuấn, có quan hệ gì tới cậu? Cậu dựa vào cái gì mà phản đối? Tề Hưng, bây giờ cậu còn chưa phải là chủ tịch của tập đoàn Nam Nhật, chúng tôi vẫn chưa chính thức bỏ phiếu đâu. Tường đổ mọi người đẩy. Hiện tại Tề Hưng lĩnh hội được sâu sắc câu nói này. Mặc dù biết những cổ đông này không đáng tin cậy, nhưng không nghĩ tới báo ứng sẽ đến nhanh như vậy. Đường Tuấn nhìn tất cả, cười nói: "Tôi đề nghị, Diệp Nam nhật đảm nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Nam Nhật một lần nữa." Tán thành, tán thành. Gần như không có chút do dự nào, đứng trước lợi nhuận to lớn, tất cả cổ đông lại phản chiến lần nữa. Lúc này Đường Tuấn mới nhìn về phía Tề Hưng, nói: "Anh xem, tôi đã nói, trước khi có kết quả, còn chưa biết ai mới là người cười cuối cùng đâu." sao có thể như vậy tề hưng siết chặt tay trong lòng không ngừng gầm thét hỏi chính mình anh ta vốn cho rằng mình là người kiểm soát tất cả không chỉ có thể thu được công thức của hai loại thuốc mới mà còn có thể nhân cơ hội khống chế tập đoàn nam nhật để nhà họ tề tiến lên một bước tiếp theo nhưng trong nháy mắt tất cả sự tự tin của anh ta đều tiêu tan kẻ chủ mưu đường tuấn mang vẻ mặt vân đạm phong khinh trông như từ đầu đến cuối đều là tề hưng làm trò hề tôi mới là người chiến thắng Dựa vào cái gì họ Đường kia lại có thể nhận được sự ủng hộ của ba nhà nhà họ Âu Dương, họ bị mù rồi sao? Tề Hưng hai mắt đỏ hoe, trong mắt lộ ra vẻ phẫn hận khiến người ta kinh ngạc. Anh còn muốn tiếp tục ở lại sao? Đã không còn ý nghĩa gì nữa, tập đoàn Nam Nhật không phải là thứ anh có thể nhúng tay vào. Đường Tuấn lạnh nhạt nói. Anh rốt cuộc là ai? Tề Hưng gầm gừ nói. Anh ta không tin một quản lý của thư viện đại học thành phố Vinh lại có năng lực lớn như vậy anh ta không tin kẻ mà anh ta không thèm để mắt ngay từ đầu lại trở mặt anh ta càng không tin đường đường là cậu cả nhà họ tề như anh ta lại thua thảm hại như vậy đường tuấn mỉm cười không phải anh biết rất rõ tôi là ai sao cần gì phải hỏi một câu ngu ngốc như vậy tề hưng không thể phản bác lại cúi đầu xuống trông giống như một con chó nhà có tang hừ anh lấy lại được tập đoàn nam nhật thì đã sao anh luôn là người ngoài chẳng lẽ diệp nam nhật sẽ biết ơn anh vì chuyện đó sao Tề Hưng cắn răng nói. Lúc này Diệp Nam Nhật lại nói, chuyện này không cần phiền cậu phí tâm. Bây giờ tôi sẽ thông báo, Đường Tuấn đã đầu tư vào tập đoàn Nam Nhật đơn thuốc thông thần và bột tuyết cơ, tôi sẽ lấy ra 15% cổ phần của công ty để báo đáp. Ông ta nhìn các cổ đông có mặt, hỏi, mọi người có ý kiến gì không? Rút cổ phần từ công ty sang cho Đường Tuấn có nghĩa là cổ phần của tất cả các cổ đông của công ty sẽ bị pha loãng. Động thái của Diệp Nam Nhật thứ nhất là để kéo Đường Tuấn vào công ty, tránh được những lời đàm tiếu của người khác, thứ hai là để pha loãng cổ phiếu của những cổ đông này với tên của Đường Tuấn, ở một mức độ nhất định thì có thể tránh những điều xảy ra như ngày hôm nay lại phát sinh. Chương 285, nhà họ Tề tôi nhớ kỹ các người. Nếu đặt ở quá khứ, nhóm cổ đông này tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nhưng hôm nay thì khác, Đường Tuấn đã cho họ thấy năng lực mà anh có một mình anh có thể mang lại lợi ích to lớn cho tập đoàn Nam Nhật. Dù cổ phiếu bị pha loáng, cổ tức của họ cũng sẽ chỉ nhiều hơn. Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nhiều cổ đông hầu như không do dự, gật đầu đồng ý. Thấy vậy, tảng đá lớn trong lòng Diệp Nam Nhật hơi hạ xuống. Với 51% cổ phần ban đầu do Đường Tuấn sở hữu, cộng thêm 15% cổ phần hiện tại, có thể nói Đường Tuấn đã hoàn toàn kiểm soát toàn bộ tập đoàn Nam Nhật. Diệp Thanh Phương mím chặt môi, anh ta muốn phản đối nhưng lại không biết mình phải lấy cớ gì. Cuối cùng anh ta chỉ có thể im lặng. "Hay, hay cho một Diệp Nam Nhật, hay cho một Đường Tuấn?" Tề Hưng lạnh lùng nói, "Nhà họ Tề tôi nhớ kỹ các người." Anh ta nhìn Đường Tuấn, nói, "Nhưng anh cũng đừng đắc ý. Quỷ Y Lâm đại sư đã đưa ra lời khiêu chiến với anh rồi, nếu ngày mai anh không dám tham dự, tôi nhất định sẽ khiến anh thân bại danh liệt, tập đoàn Nam Nhật cũng sẽ toi đời cùng anh." nói xong anh ta không còn mặt mũi nào ở lại nữa trực tiếp rời đi đường đại sư có muốn tôi tìm người cảnh cáo nhà họ tề không hoàng trung sơn thì thầm bên cạnh đường tuấn đường tuấn lắc đầu nói không cần chỉ một nhà họ tề không thể lật được sóng lớn tôi đã nói rồi tập đoàn nam nhật của chúng ta vẫn phải có nam nhật làm chủ tịch chỉ có ông ấy mới có thể dẫn dắt chúng ta đến một ngày mai tốt đẹp hơn đúng vậy đúng vậy kể từ hôm nay tôi sẽ ủng hộ vô điều kiện mọi quyết định của Chủ tịch Diệp. Sau khi Tề Hưng rời đi, các cổ đông lần lượt cung nghênh Diệp Nam Nhật. Có Đường Tuấn và ba nhà nhà họ Âu Dương ủng hộ, miễn là không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì sự quật khởi của tập đoàn Nam Nhật là điều không thể tránh khỏi. Làm sao họ không biết bây giờ mình phải làm gì? Diệp Nam Nhật thầm cười lạnh, vốn dĩ ông ta niềm tình cảm trước đây nên không muốn làm những việc như thỏ khôn chết, chó săn bị mổ làm thịt, nhưng những chuyện hôm nay khiến trái tim ông ta lạnh lẽo. Trong những ngày tới, ông ta sẽ ăn bớt cổ phần của các cổ đông này từng chút một. Khi các cổ đông được đưa đi hết, sảnh tiếp đón to lớn bỗng khá vắng vẻ. Đường Tuấn, các cháu cứ nói chuyện trước, chú đi giải quyết vài việc. Diệp Nam Nhật chào hỏi với vài người, sau đó rời đi cùng Diệp Thanh Phương. Cha, liệu cha có xúc động quá rồi không? Đường Tuấn chỉ nghĩ ra hai đơn thuốc mà thôi, Dựa vào cái gì mà lại có thể chiếm nhiều cổ phần như vậy? Đi ra khỏi sảnh tiếp tân, Diệp Thanh Phương đi theo Diệp Nam Nhật, đột nhiên hỏi. Diệp Nam Nhật dừng lại, vẻ mặt nghiêm nghị, nói cha nói với con một lần nữa. Đừng nói là 15%, toàn bộ tập đoàn Nam Nhật đều là thuộc về Đường Tuấn. Cha, vậy con thì sao? Diệp Thanh Phương sướng sờ. Vậy anh ta là cái gì? Sau khi Diệp Nam Nhật về hưu, chẳng phải anh ta sẽ phải nhìn sắc mặt của Đường Tuấn mà làm việc sao? diệp nam nhật khẽ thở dài nói yên tâm đi đường tuấn sẽ không đối xử tệ với con con cũng đừng cảm thấy không công bằng đây là những gì nhà họ diệp chúng ta nợ đường tuấn nghe vậy diệp thanh phương cảm thấy không hiểu cha là cha nợ đường tuấn con không nợ cái gì nên là của con thì phải là của con không ai lấy đi được diệp thanh phương nhìn lại sảnh tiếp tân bí mật nói suy cho cùng thì khách cũng chỉ là khách nếu lộn xộn giữa việc phân biệt chủ thứ thì để tôi nhắc lại cho anh trong sảnh lễ tân, audio điện tử võ tấn bền chương 286, ông cũng biết cảnh giới thần hải. Ông Diệp, anh Hoàng Trung Sơn, tôi muốn hỏi hai người một chuyện. Một nhóm người ngồi xuống, đường Tuấn hỏi Diệp Thiên Vũ và Hoàng Trung Sơn. Đường Đại Sư, xin mời nói, chúng tôi biết, tuyệt đối không dám giấu. Hai người nói, đường Tuấn nói, hai người đã bao giờ nghe về huyết sát chưa? Huyết sát, tổ chức giết người ở Đông Nam Á, Hoàng Trung Sơn và Diệp Thiên Vũ nhìn nhau, vẻ mặt có chút cứng ngắc và sợ hãi. Đường Tuấn gật đầu, sau đó hỏi, "Vậy là hai người có biết điều gì đó về tổ chức này?" Hoàng Trung Sơn và Diệp Thiên Vũ đều là những nhân vật tầm cỡ trong thành phố, lại là những cao thủ về nội công, tin tức nhạy hơn gấp nhiều lần so với Quách Thịnh Minh. Diệp Thiên Vũ suy nghĩ một lúc, cuối cùng chậm rãi nói, "Theo như tôi biết, tổ chức này không chỉ mạnh mà còn không có điểm mấu chốt." "Nguyễn là cậu sẵn sàng trả tiền?" đối phương có thể gọi bất cứ ai giết người. Tôi có nghe một người bạn đang hoạt động ở Đông Nam Á kể, trong huyết sát có ba tên trùm, đều là những cao thủ cấp bậc tông sư. Đặc biệt là cổ sáng, một lão nhân thiên cơ, được mệnh danh là vô địch trong cảnh giới tông sư, võ công trên người được cho là đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa. Có một lần cao thủ cấp bậc tông sư tìm tới cửa, liền bị hai bàn tay của ông ấy đánh cho chết. Đường đại sư, cậu hỏi những chuyện này làm gì? chẳng lẽ cậu đang kết thù với huyết sát? Diệp Thiên Vũ Kinh Hãi nói, so với tổ chức lớn như huyết sát, về cơ bản họ chỉ là những đứa trẻ đánh nhau, không ra gì. Đường Tuấn sờ sờ cầm, gật đầu tôi đã giết đồ đệ của cổ sáng. Đây có được tính là kết thù không? Cái gì? Diệp Thiên Vũ và Hoàng Trung Sơn đứng dậy cùng lúc, thất thanh nói. Có gì đáng ngạc nhiên sao? Đồ đệ của ông ta dám khiêu khích tôi, chết là đáng đời. Đường Tuấn thản nhiên nói da, Đường đại sư, cậu làm sai rồi. Cho dù đồ đệ của ông ấy khiêu khích cậu, cậu chỉ cần cho cậu ta một bài học nho nhỏ là được, sao có thể giết cậu ta chứ? Diệp Thiên vô thở dài, cổ sáng là người hay bao che nhất, nếu ông ấy biết cậu giết đồ đệ của ông ấy, ông ấy tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu đâu. Tuy nói tông sư không nhẫn nhục, nhưng Đường đại sư đôi khi cũng cần phải biết cách nhìn nhận tình huống. Tuy cậu có tài năng xuất chúng nhưng lão nhân thiên cơ đã nổi tiếng từ bao đời nay. Khi còn trẻ đã đứng đầu trong đám bạn đồng trang lứa ở Việt Nam, từng thách đấu với nhiều tử đệ của võ đạo thế gia. Sau đó ông ấy so tài với một cao thủ tông sư trẻ tuổi khác trong nước, sau khi thua cuộc ông ấy mới buộc phải rời khỏi Việt Nam, lập tổ chức huyết sát ở Đông Nam Á. Loại nhân vật này bây giờ không phải người cậu có thể đối địch. Diệp Thiên vô thận trọng nói, vì sợ sẽ chọc giận Đường Tuấn. Ồ, hóa ra lão nhân thiên cơ lợi hại đến vậy, nghe vậy vẻ mặt đường Tuấn không khỏi trở nên nghiêm túc. Mặc dù đã đoán được cổ sáng phi thường, nhưng không ngờ đối phương lại mạnh như vậy. Nhìn thấy đường Tuấn như vậy, Diệp Thiên Vũ nói, nhưng đừng lo lắng, đường Đại Sư. Mấy năm trước lão nhân thiên cơ thua trong trận chiến với cao thủ trong nước, đã đưa ra một cuộc đánh cược, nói nếu ông ấy không tiến đến cảnh giới thần hải, ông ấy tuyệt đối sẽ không bước chân vào nước Việt Nam nửa bước. Ồ, trong lòng đường Tuấn khẽ động, nhìn về phía diệp thiên vũ nói ông cũng biết cảnh giới thần hải diệp thiên vũ nói dù võ công của lão đầu tử không bằng đường đại sư nhưng ở tuổi của mình tôi không sống vô ích những chuyện này tôi cũng có nghe nói đường tuấn khẽ gật đầu đường đại sư chỉ cần cậu không rời khỏi việt nam lão nhân thiên cơ cho dù có mạnh đến đâu cũng không dám tới ra tay với cậu diệp thiên vũ nói tiếp đó u dương hồng phượng Hoàng Trung Sơn và Diệp Thiên Vũ lần lượt ký hợp đồng với tập đoàn Nam Nhật, chính thức thiết lập mối quan hệ hợp tác với Đường Tuấn. Sau khi ký hợp đồng, Đường Tuấn bàn giao các vấn đề hợp tác cụ thể cho Diệp Nam Nhật. Anh một mình rời khỏi tập đoàn Nam Nhật. Anh lái xe đến bệnh viện Việt nhất của thành phố Vinh, đến trạm y tá theo cách quen thuộc. Những y tá trẻ tuổi đó hiển nhiên vẫn còn nhớ Đường Tuấn, lần lượt chào hỏi. Đường Tuấn không thấy mộ dung lan ở trạm y tá, sau khi hỏi chuyện mới biết cô ấy đã được tuyên chuyển tạm thời để làm phẫu thuật. Ban đầu đường Tuấn không quan tâm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của các y tá, anh hỏi chẳng lẽ là cuộc phẫu thuật lớn sao? Y tá trưởng Tiết chân không có ở đây, các y tá cũng không giấu giếm chuyện đó, cho biết, nghe nói là một trong những ông chủ lớn của chúng tôi từ tỉnh Khánh Hòa đột nhiên lên cơn đau tim trong lúc đến chơi. Các bác sĩ trong bệnh viện đã được điều tới nhưng vẫn chưa ra. chương 287, Máu, nhiều máu quá. Đường Tuấn Cao mày nói, không mời giáo sư thẩm dũng sao? Cô y tá trả lời, viện trưởng Lưu nói giáo sư thẩm không giỏi về phương diện này nên không gọi người mời ông ấy. Trong lòng đường Tuấn không khỏi có chút buồn bực, với sự suy yếu của y học cổ truyền, nhiều người rất có thành kiến với y học cổ truyền. Ví dụ, y học cổ truyền không giỏi trong các vấn đề phẫu thuật. Tuy nhiên lại không biết thời Tam Quốc Hoa Đà rất giỏi phẫu thuật, ông từng muốn mổ sọ cho Tào Tháo để chữa trị, nhưng Tào Tháo lại nghi ngờ mà giết chết Hoa Đà. Tất nhiên, ngày càng ít người sẵn lòng học y học cổ truyền, một số kỹ thuật của y học cổ truyền cũng bị mai một, trong phẫu thuật, y học hiện đại có lợi thế hơn y học cổ truyền. Bác sĩ phẫu thuật chính là ai? Đường Tuấn Thuận miệng hỏi. Là chủ nhiệm Lưu, cô y tá do dự, nói. Lưu Hoan, đường Tuấn cao mày. Vâng, y tá nói, vốn là bác sĩ cao của bệnh viện giỏi phẫu thuật hơn, nhưng tôi nghe mọi người nói là để khiến ông chủ có ấn tượng tốt về chủ nhiệm Lưu, thế là đã không để bác sĩ Cao đảm nhiệm. Ha ha, quả nhiên là tình cha con. Đường Tuấn cười lạnh, anh cũng nghe nói về viện trưởng của bệnh viện Việt nhất thành phố Vinh, ông ta tên là Lưu Văn Đức, cha của Lưu Hoan. Chỉ tiếc tên là Đức, nhưng toàn làm những chuyện vớ vẩn. Tôi sẽ đi qua xem xét, Đường Tuấn thuận miệng nói, đi về phía phòng phẫu thuật. Đường Tuấn đừng kích động, anh không được xông vào phòng mổ. Đằng này lại còn có rất nhiều vệ sĩ canh gác. Một cô y tá lớn tiếng nhắc nhở sau lưng. Đường Tuấn quay đầu lại, nhếch miệng cười, nói, không có gì đáng ngại. Nói xong liền xua tay, tiếp tục bước đi không chút do dự. Lúc này, phòng phẫu thuật của bệnh viện Việt Nhất thành phố Vinh rất đông đúc, lãnh đạo bệnh viện là Lưu Văn Đức đang lo lắng chờ đợi ở bên ngoài. Trong lối đi của phòng mổ có gần 20 vệ sĩ canh gác, một khi có người cố gắng tiếp cận sẽ bị vệ sĩ tàn nhẫn xua đuổi viện trưởng Lưu, sao cuộc phẫu thuật còn chưa kết thúc? Một lãnh đạo bệnh viện hỏi Lưu Văn Đức. Mặc bộ vest và đi giày da, Lưu Văn Đức bụng bự, tóc trải ngược bóng bẩy, trông như một ông chủ, làm sao nhìn ra ông ta là viện trưởng? Ngược lại thì các lãnh đạo bệnh viện xung quanh ông ta lại mặc áo khoác trắng để tỏ ra chuyên nghiệp. Lưu Văn Đức nhíu mày, nói, không sao đâu, tôi có nghe nói bệnh tim của ông chủ hình là bệnh cũ, không nghiêm trọng lắm. Tôi tin chủ nhiệm Lưu có thể xử lý tốt. Nếu không phải vì như vậy, ông ta căn bản không dám giao việc phẫu thuật kiểu này cho con trai mình, nếu trong quá trình phẫu thuật xảy ra vấn đề gì thì ngay cả ông ta cũng sẽ phải toi đời. Đối với y thuật của con trai Lưu Hoan của mình, ông ta đương nhiên biết rõ, mặc dù không giỏi bằng bác sĩ cao, nhưng đối với loại phẫu thuật này thì không có vấn đề gì lớn. Lãnh đạo các bệnh viện khác nghe vậy thì cũng không dám nói nhiều. Họ đều biết và hiểu suy nghĩ của Lưu Văn Đức, nhưng họ phải đề phòng. Đúng lúc này cửa phòng mổ đột nhiên bị mở ra, sau đó một người mặc áo choàng trắng dính máu loạn choạng bước ra. Sao chủ nhiệm lưu lại ra ngoài rồi? Chẳng lẽ phẫu thuật thành công rồi sao? Lãnh đạo bệnh viện lẩm bẩm nói. Người bước ra là Lưu Hoan, bác sĩ phẫu thuật phụ trách ca mổ này. Nhìn thấy con trai mình như vậy, trong lòng Lưu Văn Đức có linh tính không tốt, bước nhanh tới chỗ Lưu Hoan, đỡ lấy anh ta rồi nói, phẫu thuật thế nào? Thành công rồi sao? Lưu Hoan thất thần, Hoảng sợ nói, máu, nhiều máu quá. Chứng sợ máu, mặc dù một số lãnh đạo bệnh viện trình độ y tế của họ không tốt, nhưng nhìn thoáng qua liền nhìn ra tình hình của Lưu Hoan. Chính là triệu chứng của chứng sợ máu. Đường Đường là bác sĩ phẫu thuật trưởng lại sợ máu, thật nực cười. Lưu Văn Đức sao lại dám để một đứa con trai như cậu ta mổ chính chứ? Chẳng lẽ không sợ chết người sao? Nhiều lãnh đạo bệnh viện đồng thời nghĩ như vậy. Lông mày của Lưu Văn Đức nhíu chặt, tuy rằng con trai ông ta không giỏi y thuật nhưng tuyệt đối không mắc chứng sợ máu, nếu không ông ta sẽ không bao giờ để Lưu Hoan vào hệ thống bệnh viện làm việc. Nhưng bây giờ nhìn Lưu Hoan thế này thì quả thực là mắc chứng sợ máu rồi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Văn Đức nghiêm nghị nói, khá có hương vị giận người không biết đấu tranh. Điều này quả thực là đang vả vào mặt một viện trưởng như ông ta trước rất nhiều người. Bốp bốp, thấy Lưu Hoan vẫn không có phản ứng, Lưu Văn Đức vung tay tát hai cái lên mặt anh ta. Trong cơn đau dữ dội, cuối cùng Lưu Hoan cũng lấy lại tinh thần. Nói, phẫu thuật thế nào? Lưu Văn Đức quát lên, xếp lớn bên trong có liên quan đến tương lai của cha con họ và tương lai của toàn bộ bệnh viện. Lúc này ông ta cũng không quan tâm đến tình yêu của mình dành cho con trai. Lưu Hoan sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào. Nhưng ở hiện trường làm gì có ai là không phải người tinh ý? họ đều có thể nhận ra từ biểu hiện của anh ta là ca phẫu thuật diễn ra không suôn sẻ. Đường đường là một bác sĩ phụ trách ca mổ lại nửa chừng trốn khỏi phòng mổ, chuyện này nói ra quả thực là khiến người ta cười rơi cả răng. Viện trưởng Lưu, đây chính là bác sĩ phẫu thuật chính mà ông đã chọn sao? Nếu ông chủ của chúng tôi xảy ra chuyện gì, các người, những người trong toàn bệnh viện đều chuẩn bị cuốn gói cút hết đi. Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng Lưu Văn Đức. Chương 288, hy vọng là như vậy. Người nói chuyện là một cô gái có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, khoảng chừng 27, 28 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Chỉ là nét mặt cứng ngắc, khiến cho người ta cảm thấy hơi lạnh lùng. Dung mạo của cô ấy vô cùng đẹp, nhưng đứng ở nơi đó lại không có ai dám đến bắt chuyện, khí thế rất lớn. Nhìn thấy cô gái đặt câu hỏi, mặt già của Lưu Văn Đức đỏ ửng, nói: "Cô hình, đây là một việc ngoài ý muốn." xin cô cho chúng tôi một cơ hội nữa cô gái trước mặt tên là hình diệu nghe nói là một cô cháu gái của ông chủ hình ở trong kia được ông chủ hình giữ lại làm việc bên người bình thường sắp xếp một ít sinh hoạt và làm chuyện vụn vặt nói xong lưu văn đức quay đầu quát lưu hoan còn không cút vào nhanh lên tiếp tục phẫu thuật đi sắc mặt lưu hoan đỏ lên nhưng không di chuyển bước chân ca phẫu thuật đã được bác sĩ mộ dung tiếp nhận rồi mấy giây sau trong miệng Lưu Hoan mới thốt ra một câu. Mày, Lưu Văn Đức tức giận đến nỗi không nói nên lời. Ông ta cố ý sắp xếp cho Lưu Hoan làm bác sĩ mổ chính của ca phẫu thuật này, chính là muốn nhân cơ hội leo lên vị ông chủ hình kia. Nhưng đứa con trai này lại không hăng hái như vậy, ngược lại dâng hai tay tặng cơ hội này cho một cô gái. Chẳng qua khi ông ta nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của Lưu Hoan thì thở dài trong lòng. Mặc dù con trai ông ta là đi du học ở nước ngoài trở về, học lực rất tốt, nhưng không đủ kinh nghiệm, tạm thời vẫn khó gánh nổi chức trách lớn. Tuy rằng trong lòng không cam chịu, nhưng ông ta chợt nghĩ đến điều gì, vội vàng nói với Hình Diệu. "Cô Hình, bác sĩ mộ dung là bác sĩ số 1, số 2 của bệnh viện chúng tôi. Bên trong có cô ấy phẫu thuật cho ông chủ hình, ông chủ hình chắc chắn sẽ không có chuyện gì." Hy vọng là như vậy, Hình Diệu hừ lạnh một tiếng, nói, "Lưu Văn Đức lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, Cuối cùng cũng quăng được củ khoai lang nóng bỏng tay này đi. Như này cũng tốt, nếu như đến lúc đó ông chủ hình kia thật sự xảy ra chuyện gì, cùng lắm thì đẩy hết trách nhiệm lên người Mộ Dung Lan là được. Vậy chuyện này coi như không liên quan đến hai cha con ta rồi. Lúc này, cửa phòng phẫu thuật lại bị đẩy ra. Mộ Dung Lan thò đầu ra, giọng điệu mang theo vài phần lo lắng nói: "Giáo sư Thẩm có đến không? Tôi cần ông ấy châm cứu gây mê cho bệnh nhân." lưu văn đức thấy vậy vội quát bác sĩ mộ dung cô đang làm cái gì vậy trong quá trình phẫu thuật lại có thể tự ý rời vị trí chẳng lẽ không sợ bệnh nhân xảy ra vấn đề gì sao mọi người nghe lưu văn đức nói như vậy trong lòng đều mắng lưu văn đức tới tấp con trai ông ta chạy trốn khỏi quá trình phẫu thuật cũng không thấy ông ta mắng nhiếc như vậy bây giờ bác sĩ mộ dung thay con trai ông ta tiếp nhận cục diện hỗn loạn này lại thành tự ý rời vị trí viện trưởng lưu tình huống của bệnh nhân rất nguy cấp không thể sử dụng thuốc gây mê, chỉ có thể dùng châm cứu phong bế cảm giác của ông ấy. Mộ Dung Lan có chút khẩn thiết nói. Lưu Văn Đức hừ lạnh một tiếng, nói. Giáo sư thẩm không rảnh đến đây, cô cứ dùng thuốc gây mê đi, tính mạng bệnh nhân quan trọng hơn. Ông ta không dám nhận với hình diệu là ông ta cố ý không mời giáo sư thẩm. Đến lúc đó chẳng phải sẽ thành sai lầm của ông ta sao. Nhưng tình huống của bệnh nhân rất đặc biệt, không thể sử dụng thuốc gây mê được nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Dung Lan nói, mặc dù cô biết dùng châm cứu phong bế cảm giác của bệnh nhân, nhưng cô còn cần làm phẫu thuật, không thể phân tâm được nên mới đi ra xin giúp đỡ. chương 289 khẳng định không có vấn đề gì. Tầm mắt hình diệu lướt qua đám người ngoài phòng mổ, lạnh lùng nói. Lẽ nào một bệnh viện lớn bậc nhất thành phố Vinh này lại không thể tìm ra một người học y học cổ truyền đàng hoàng sao? Mọi người nghe vậy, chỉ có thể im lặng. Đây chính là tình hình hiện nay của toàn bộ giới y học, người học y học cổ truyền càng ngày càng ít, dùng y học cổ truyền lại càng ít hơn. "Để tôi đến đi." Đúng lúc này, một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Lúc này Đường Tuấn đang đứng trên hành lang, đúng lúc nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh chậm rãi đi đến, những bảo an canh giữ bốn phía muốn ngăn cản anh, nhưng không thấy động tác của Đường Tuấn như thế nào, lại có thể thoát ra từ trong vòng vây của mấy người bảo an. "Đường Tuấn anh đã trở về." Mộ Dung Lan nhìn thấy Đường Tuấn, giọng điệu mang theo vài phần vui mừng nói. Đúng lúc Hình Diệu nhìn thấy tình cảnh này, trong con ngươi lành lạnh lóe ra một tia sáng, nói: Anh sẽ châm cứu. Đường Tuấn nhìn lướt qua mọi người ở bệnh viện thành phố Vinh, nói: So với những người lãnh đạo ở đây vừa khéo biết hơn một chút. Hình Diệu cau mày, dường như đang do dự. Lưu Hoan bị một câu nói của Đường Tuấn làm cho tức giận đến nỗi chán nổi gân xanh. Muốn đánh trả, lại bị cha mình là lưu văn đức đưa tay ngăn lại lưu văn đức giống như không nhận ra diếu cợt trong lời nói của đường tuấn trên mặt lộ ra một nụ cười nói hóa ra là bác sĩ đường nếu như lần giải phẫu này có bác sĩ đường hỗ trợ vậy khẳng định không có vấn đề gì ông ta bất chợt chủ động giới thiệu cho hình diệu cô hình cô đừng thấy bác sĩ đường còn trẻ tuổi nhưng trên phương diện y học cổ truyền cậu ta rất giỏi ngay cả giáo sư thẩm cũng khen ngợi cậu ta rất nhiều có cậu ấy chữa bệnh cho ông chủ hình, cô cứ yên tâm." Hình Diệu nghe vậy, lông mày đang cao lại mới hơi lỏng ra một chút, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Đường Tuấn nói: "Không được có sai lầm gì, nếu không anh không gánh nổi trách nhiệm này." Đường Tuấn nhún nhún vai, đi tới cửa phòng phẫu thuật nói: "Vào thôi, cô đến làm phẫu thuật, tôi đến châm cứu." Gương mặt xinh đẹp của Mộ Dung Lan không nén nổi vui mừng, nhưng cũng biết bây giờ không phải thời điểm nói chuyện. Lập tức dẫn Đường Tuấn Tiến vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa phòng phẫu thuật lại đóng lại lần nữa. "Cha, sao cha lại làm thế?" Lưu Hoan không hiểu, anh ta không nghĩ ra vì sao phải nhường đường Tuấn Tiến vào chữa bệnh cho ông chủ hình. Đến lúc đó nhỡ may chữa khỏi cho ông chủ hình, vậy tất cả công lao chẳng phải sẽ thuộc về Đường Tuấn sao? Lưu Văn Đức không nói gì, trong ánh mắt lộ ra gian xảo và âm mưu đã thực hiện được. Đường Tuấn không phải là người của bệnh viện thành phố Vinh đến lúc đó nếu chữa khỏi cho ông chủ hình ông ta đương nhiên có biện pháp ôm hết công lao lên người mình còn mộ dung lan hừ chẳng qua chỉ là một con nhóc mà thôi sao có thể đấu thắng ông ta được tiến vào phòng phẫu thuật sau khi tiến hành tiêu độc khử trùng đơn giản đường tuấn liền thấy một người đàn ông trung niên dâu ngắn gương mặt chữ điền đang nằm trên giường bệnh mà các bác sĩ xung quanh đều đang gọn gàng ngăn nắp chuẩn bị làm phẫu thuật nhìn thấy mộ dung lan dẫn đường tuấn đi vào bọn họ đều lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần phẫu thuật chữa bệnh cho Trần Nhật Minh lúc trước, bọn họ cũng tham gia, đương nhiên cũng nhận ra tiểu thần y này. Chương 290 không thể dùng thuốc tê. Cần tôi làm cái gì?" Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan chỉ vào người đàn ông trung niên, nói: "Dùng châm cứu phong bế cảm giác của ông ấy, lần phẫu thuật này khá nguy hiểm, không thể dùng thuốc tê." Đường Tuấn gật đầu, lấy ra vài cây ngân châm tiến hành việc khử trùng những bác sĩ và y tá khác đều là gương mặt mờ mịt và mong đợi. Từ trước đến giờ bọn họ chưa từng nghe nói châm cứu có thể sử dụng để gây mê, nếu thật sự như thế, vậy người phát minh ra thuốc tê chẳng phải đã uổng công vô ích hay sao? Đường Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, lập tức đoán được suy nghĩ trong lòng bọn họ, giải thích. Châm cứu quả thực có thể phong bế cảm giác của bệnh nhân ở một mức độ nào đó, hơn nữa không có tác dụng phụ. Nhưng thuật châm cứu này rất khó học, người bình thường không có 20 năm chịu khó căn bản không học được. Trong lúc nói chuyện, Đường Tuấn đã khử trùng ngân châm xong xuôi. Bóp nhẹ ngân châm, đâm ngân châm vào trong mấy huyệt vị trên ngực người đàn ông trung niên. Được rồi, châm cứu của tôi chỉ có thể phong bế cảm nhận của ông ấy khoảng một tiếng đồng hồ. Đường Tuấn nói, thật sao, vậy là được rồi, mọi người nghi ngờ, cái này cũng quá đơn giản rồi nhưng khi bọn họ nhìn thấy bệnh nhân vốn đang đau đớn lúc này vậy mà đã yên ổn lại đáy lòng lại không thể không tin tưởng y thuật thần kỳ của đường tuấn nhanh chóng làm phẫu thuật đi nếu không sẽ không đủ thời gian mộ dung lan khẽ quát một tiếng y học cổ truyền thật sự thần kỳ như vậy thấy mộ dung lan cầm dao phẫu thuật cho người đàn ông trung niên mà trên mặt người đàn ông trung niên một chút đau khổ cũng không có biểu hiện ra một ý nghĩ hiện lên ở trong đầu mọi người đây đã là lần thứ hai bọn họ bị y thuật của đường tuấn làm cho khiếp sợ đường tuấn biểu hiện ra y thuật khiến trong tiềm thức của bọn họ từng chút một thay đổi quan điểm về y học cổ truyền tuy rằng mộ dung lan vẫn còn trẻ tuổi nhưng y thuật đích thực rất tốt sao phẫu thuật ở trong tay cô tràn đầy linh hoạt giống như một con bươm bớm đang nhẹ nhàng bay lượn nếu không phải là người biết rõ chuyện nhất định sẽ không cho rằng cô đang làm phẫu thuật mà là đang theo thùa cái bác sĩ khác thấy thế cũng không dám trần trừ đều tới tấp vùi đầu vào trong công việc của mình. Trái lại đường Tuấn rất nhàn hạ, anh chỉ phụ trách châm cứu phong bế cảm giác cho người đàn ông trung niên. Lúc này nhìn thủ pháp cầm dao của mộ dung lan, chân mày anh cao lại, trong con ngươi lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phục hồi lại. Phẫu thuật tiến hành rất thuận lợi, không tới nửa giờ đã hoàn thành tốt đẹp. Chỉ là người đàn ông trung niên vẫn chưa tỉnh lại, mộ dung lan và các bác sĩ tạm thời thu xếp cho bệnh nhân ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Mà Đường Tuấn thì ngồi nghỉ ngơi một mình trong hành lang, nhân tiện chờ Mộ Dung Lan, anh và Mộ Dung Lan đã có hẹn lát nữa sẽ cùng nhau ăn cơm trưa. "Cảm ơn." một giọng nói nhàn nhạt vang lên ở trước người Đường Tuấn. Đường Tuấn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng của Hình Diệu. Anh từ trong miệng Mộ Dung Lan đã biết thân phận của những người này. Người đàn ông trung niên tên là Hình Công Huy, là ông trùm bất động sản số một số 2 của tỉnh Khánh Hòa. Đường Tuấn nói: không có gì, tôi chỉ là một bác sĩ vô cùng có trách nhiệm mà thôi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 291 đường tuấn mày cũng thật là có khí phách. Hình diệu sướng sờ, cô tưởng rằng đường tuấn sẽ được quan tâm mà sợ hãi, không nghĩ tới vậy mà sẽ là loại thái độ không mặn cũng không nhạt này. Trong lúc nhất thời, cô lại không biết nên mở miệng như thế nào. Cô hình, sao cô lại ở nơi này? Lúc này, hai bố con Lưu Văn Đức và Lưu Hoan bỗng nhiên đi đến, nói với hình diệu cô hình chúng tôi đã sắp xếp cho ông chủ hình ở gian phòng tốt nhất của bệnh viện lần phẫu thuật này rất thuận lợi ông chủ hình rất nhanh sẽ tỉnh lại lưu văn đức cười nói lúc này trong lòng ông ta rất vui mừng hình công huy chính là một cái đùi lớn nếu như ôm được nhà họ lưu ông ta sẽ thật sự thịnh vượng rồi này tại sao mày còn chưa đi lưu hoan nhìn thấy đường tuấn tức giận nói lưu văn đức trừng mắt nhìn lưu hoan một cái sau đó cười nói bác sĩ đường nghe nói cậu và lưu hoan có chút mâu thuẫn tôi cảm thấy người trẻ tuổi ấy mà có chút mâu thuẫn cũng là bình thường nếu không thì nể mặt tôi hai người các cậu bắt tay giảng hòa đi a à, đường tuấn nhìn lưu văn đức một chút nói mặt mũi ông rất lớn sao tại sao tôi phải nể mặt ông sắc mặt lưu văn đức ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi nhưng vẫn là cứng ngắc nở nụ cười nói bác sĩ đường tuy rằng y thuật của cậu rất tốt nhưng dù sao cậu cũng không nhận chức ở bất kỳ bệnh viện nào. Thế này đi, cậu đến bệnh viện thành phố Vinh chúng tôi, bắt đầu làm từ bác sĩ thực tập. Với bản lĩnh của cậu, tôi tin tưởng rất nhanh cậu sẽ có thể bộc lộ tài năng trong giới y học. Thực lực bệnh viện thành phố Vinh chúng tôi rất vững vàng, danh tiếng lan xa, không biết có bao nhiêu người muốn đi vào đấy. Bác sĩ Đường cũng đừng bỏ qua cơ hội này, chỉ cần kéo được Đường Tuấn vào bệnh viện là ông ta có thể nắm được công lao chữa bệnh cho hình công huy thật tốt. Hơn nữa đến lúc đó muốn chỉnh Đường Tuấn còn sợ không có cách nào sao?" Lưu Hoan nghe vậy, trong lòng cười nhạt, mỉa mai nói: "Còn không mau cảm ơn bố tao, cơ hội như thế đối với mày mà nói chính là nghìn năm mới có một lần đấy." Hình Diệu ở một bên nhìn ba người, trầm mặc không nói. Đường Tuấn khinh thường liếc mắt nhìn hai bố con họ, nói: "Mấy người quá đề cao mình rồi, chỉ là cái bệnh viện tồi tàn này của mấy người, cho dù là để tôi làm viện trưởng" tôi cũng không có hứng thú. Để anh bắt đầu làm từ bác sĩ thực tập, chuyện này quả thật là sự sỉ nhục với anh. Nếu để cho người khác biết dáng vẻ bố con Lưu Văn Đức cư xử với một vị cao thủ khí cảnh y đạo chi trinh đời y như vậy, e rằng cuộc sống đều sẽ bị đánh gãy. Xem ra bác sĩ Đường đã quyết định rồi, vậy tôi cũng không muốn nói nhiều. Trong ánh mắt Lưu Văn Đức mang theo vài phần cười lạnh. Cô Hình, tôi có ít chuyện liên quan đến tình trạng bệnh của chú cô muốn bàn bạc với cô một chút, ở đây không phải nơi nói chuyện, mời cô đi theo tôi đến văn phòng nói chuyện." Lưu Văn Đức không để ý tới Đường Tuấn nữa, lý do ông ta lôi kéo Đường Tuấn, chủ yếu là muốn càng thêm danh chính ngôn thuận mà chiếm công lao làm của riêng, nhưng cho dù Đường Tuấn không nể tình, ông ta vẫn có biện pháp, chỉ là cần tốn thêm một chút thủ đoạn mà thôi. Hình Diệu liếc mắt nhìn Đường Tuấn, khẽ gật đầu, sau đó rời đi cùng Lưu Văn Đức. "Cha, Đường Tuấn mày cũng thật là có khí phách." Lưu Hoan thấp giọng cười gần, nói Lẽ nào mày không biết bố tao rất có địa vị ở bệnh viện Thành phố Vinh, thậm chí trong toàn bộ tỉnh Khánh Hòa này sao? Không có sự giúp đỡ của bọn họ, chỉ bằng một mình mày ngay cả giấy chứng nhận tư cách hành nghề cũng không có. Vậy một thằng nhóc như mày sao có thể nổi bật hơn người ở trong giới y học chứ, chỉ bằng y thuật của mày rất tốt sao? Đừng nghĩ như thế, hiện tại xã hội này chính là xem bối cảnh của ai vững chắc, chỗ dựa của ai mạnh mẽ hơn. Nói xong, Lưu Hoan quay người rời đi chương 292 mọi việc xử lý xong rồi hả? Đường Tuấn không phản bác lại, lặng yên đứng tại chỗ. Sau một hồi lâu, đường Tuấn lẩm bẩm Bác sĩ không dùng y thuật phân cao thấp, đây là cái thói đời gì? Thân là bác sĩ trung y, anh chỉ cảm thấy vô cùng xót xa. Những bác sĩ ưu tú có thiên phú trung y kia chính là rơi vào trong các quy tắc ngầm bẩn thỉu kia. Không biết bao nhiêu bác sĩ trung y bị người xem là chế độ phong kiến còn sót lại, thậm chí ngay cả cơm cũng không ăn nổi. Lẽ nào bởi vì những quy tắc ngầm này, chúng ta nhất định phải thỏa hiệp với xã hội này sao? Trở thành loại người mà chính mình đã từng chán ghét như vậy sao? Bác sĩ dùng y thuật phân cao thấp, đây là chân lý. Nếu tất cả mọi người đã quên, vậy thì để tôi đến nhắc nhở các người." Ánh mắt Đường Tuấn lấp lánh, trong lòng kiên định hạ xuống niềm tin. Đợi một lát, Mộ Dung Lan đến, cô thay đổi một thân áo blau trắng trên người mặc quần bò bó sát, tóc dài quấn thành một búi trên đầu, khiến cho người ta có cảm giác tỏa sáng. Mọi việc xử lý xong rồi hả? Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan dịu dàng nở nụ cười, hai mắt híp lại thành một đường, nói. Đều không khác mấy rồi. Đi thôi, tôi mời anh đi ăn cơm. Hai người cất bước ở trên hành lang trong bệnh viện, trong lúc nhất thời thu hút không ít ánh mắt. Sao cô lại biết y thuật của nhà họ Hoa? Đường Tuấn hoàn toàn không thèm để ý những ánh mắt này, giống như tùy tiện hỏi. Mộ Dung Lan nghe vậy, thân thể đột nhiên cứng đờ, bước chân dừng lại. Cô khẽ cắn môi, trong lòng dường như đang đấu tranh, cuối cùng cô cười khổ một tiếng, nói: "Tôi biết không gạt được anh. Anh đã hỏi, tôi sẽ nói cho anh biết. Hoa Đình Phong là ông ngoại của tôi." Mộ Dung Lan lạnh nhạt nói. "Hoa Đình Phong?" Trong con người Đường Tuấn lộ ra một chút kinh ngạc. Nghe nói Hoa Đình Phong là con cháu của thần y Hoa Đà, về phần là thật hay là giả thì không có cách nào chứng minh. Nhưng đúng là y thuật của Hoa Đình Phong vô cùng tốt, đặc biệt thành tựu ở trên lĩnh vực phẫu thuật ngoại thương này có thể xếp ở ba vị trí đầu của nước Việt Nam. Quan lại quyền quý từng được ông ấy chữa trị qua có không biết bao nhiêu người. Thời điểm hưng thịnh của nhà họ Hoa còn mạnh hơn so với nhà họ Đường. Chỉ tiếc 10 năm trước Hoa Đình Phong đã qua đời mấy người con trai của ông rất nhanh đã phân chia nhà họ hoa đến không còn một mống. Chẳng trách, đường Tuấn lộ ra vẻ hiển nhiên, như vậy là có thể giải thích được vì sao phẫu thuật ngoại khoa của mộ dung lan lại tốt như vậy. Tuy là ông cụ hoa đã qua đời, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, sao cô lại đến thành phố Vinh làm bác sĩ? Đường Tuấn hỏi, trên mặt mộ dung lan hiện lên vẻ đau thương, nói. Sau khi ông ngoại của tôi qua đời, trong nhà các cậu đã bắt đầu tranh giành tài sản, ngay cả nhà tôi cũng bị cuốn vào. Tôi không muốn thấy cảnh tượng đó, cho nên đã chạy trốn. Từ nhỏ tôi đã học y cùng ông ngoại, nên mới lựa chọn đến bệnh viện làm bác sĩ. Cô không hề nói với Đường Tuấn chuyện mình bị cha bức ép lấy chồng, trong tiềm thức cô cho rằng Đường Tuấn cũng không có năng lực chống lại gia tộc của mình. Đường Tuấn gật đầu, vỗ vai Mộ Dung Lan, không hỏi thêm gì nữa. Anh biết chắc chắn Mộ Dung Lan không chỉ bởi vì trong nhà tranh giành tài sản mà chạy trốn. Có lẽ còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, nhưng nếu cô không muốn nói, Đường Tuấn cũng không gặng hỏi. Chương 293 cô đừng ngậm máu phun người. Sau khi ăn trưa cùng Mộ Dung Lan xong, hai người lại về bệnh viện. Tuy phẫu thuật cho Hình Công Huy rất thành công, nhưng Đường Tuấn vẫn quyết định trở lại xem một chút, để tránh xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Bởi vì biết Đường Tuấn và Mộ Dung Lan là bác sĩ chữa trị cho Hình Công Huy, nên các vệ sĩ canh giữ xung quanh phòng bệnh cũng không ngăn cản hai người. Hai người vừa mới đi đến bên ngoài phòng bệnh thì nghe được bên trong truyền đến thanh âm của hai cha con Lưu Văn Đức. "Ông chủ hình, lần phẫu thuật này có thể thành công như vậy ít nhiều nhờ y thuật cao siêu và phán đoán của chủ nhiệm Lưu." Lưu Văn Đức đắc ý nói, không có chút cảm giác áy náy nào. "Viện trưởng Lưu nói quá rồi, cứu người là bổn phận của người bác sĩ mà thôi." Lưu Hoan khẽ nói. Hai cha con kẻ sướng người họa, quả thực chính là diễn viên trời sinh. Hai vị vất vả rồi. Bệnh viện thành phố Vinh có thể có các bác sĩ như vậy, là may mắn của nhân dân thành phố Vinh. Một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, người nói chuyện hẳn là hình công huy. Hai người ở bên ngoài làm gì vậy, sao không tiến vào? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lành lạnh như xương vang lên sau lưng đường Tuấn và mộ Dung lan. Người đến là hình diệu, cháu gái kiêm trợ lý sinh hoạt của hình công huy. Mộ Dung lan có chút tức giận, hướng về phía phòng bệnh bĩu môi, nói. Cô tự nghe một chút đi, chú của cô vừa mới tỉnh lại, cha con viện trưởng Lưu đã không thể chờ đợi được lập tức đến đây nhận công lao." Hình Diệu tới gần cửa phòng bệnh, sau khi nghe xong, sắc mặt đột biến. Sau đó tức giận đẩy cửa phòng bệnh ra, nổi giận nói: "Sao hai cha con các người lại có thể không biết xấu hổ như thế?" Lưu Văn Đức và Lưu Hoan đồng thời sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Hình Diệu sẽ trở về vào lúc này. Bọn họ vẫn canh giữ ở phòng bệnh chính là vì đi trước một bước định xong chuyện này, nắm chắc công lao. Ha ha ha, cô hình nói gì vậy? Sao tôi lại nghe không hiểu? Lưu Văn Đức không hổ là lão cáo già, cười ha ha giả bộ hồ đồ. Đúng vậy, cô hình cũng không thể nói lung tung, cha con tôi làm nghề y cứu người, nhận được không biết bao nhiêu sự yêu quý của nhân dân thành phố Vinh, làm sao lại là không biết xấu hổ. Lưu Hoan cũng phản ứng lại, chống chế nói. Các người, cho dù hình diệu gặp qua không ít chuyện xấu xa, nhưng chưa từng thấy người chơ cháo như vậy. Ngực cô phập phồng, tức giận nói. Chữa khỏi cho chú tôi căn bản không phải là mấy người. Tay cô chỉ tới lưu hoan, nói. Còn anh nữa, căn bản chỉ có hư danh, tôi cũng không hiểu. Một bác sĩ nhìn thấy máu sẽ ngất như anh, dựa vào cái gì có thể được đăng lên báo, trở thành danh y. Sắc mặt lưu hoan tái xanh, cực kỳ khó coi. Còn không phải sao, một bác sĩ nhìn thấy máu thì ngất, vậy không phải là đồ vô dụng sao? Cô đừng ngậm máu phun người, sắc mặt Lưu Văn Đức xa sầm lại, trầm giọng nói. Cô Hình, nếu cô nói thêm gì nữa, đến lúc đó hai cha con chúng tôi sẽ kiện cô tội vu khống. Đúng vậy cô Hình, tôi mới là bác sĩ mổ chính cho chú cô, không tin cô có thể tìm bác sĩ khác đến đối chất. Cô đã nói tôi không phải là người chữa khỏi bệnh cho chú cô, vậy tôi muốn hỏi cô là do ai đến mổ chính đây? Lưu Hoan cũng không vui nói dáng vẻ kia giống như phải chịu oan ức to lớn còn việc tìm bác sĩ khác đến đối chất chỉ cần đám bác sĩ kia không bị động kinh ai sẽ đồng ý làm mất lòng cha con bọn họ không thể không nói hai cha con lưu văn đức và lưu hoan thực sự là diễn viên trời sinh lúc này ngay cả hình công huy đang nằm ở trên giường bệnh trong lòng cũng đều thấy bất công cho hai cha con lưu văn đức hình diệu cháu đừng quấy phá nữa mau xin lỗi viện trưởng lưu và chủ nhiệm lưu đi tuy rằng thanh âm của hình công huy có chút suy yếu, nhưng cũng mang theo ý không thể nghi ngờ. chương 294, không phải mày đã trở về sao? Chú, bọn họ, hình diệu vô cùng uất ức, viên mắt đã đỏ lên. Ông chủ hình, không sao, có thể cô hình nghe được tin đồn nhảm nhí gì, cho nên mới có hiểu lầm với tôi. Lưu Hoan bày ra dáng vẻ vô cùng rộng lược, khoát tay một cái nói. Cũng không cần xin lỗi, chỉ là hy vọng lần sau cô hình vấp phải chuyện như vậy không nên kích động không phải là ai cũng dễ nói chuyện như tôi đâu hình diệu thật sự muốn nổ tung hai cha con họ nói hai ba câu đảo lộn đúng sai trái lại đã biến thành cô không đúng nếu y thuật chủ nhiệm lưu uyên bác như vậy thì chỉ bảo cho chúng tôi một chút đi lúc này đường tuấn từ bên ngoài phòng bệnh đi vào trong mắt lưu hoan lóe ra một tia kinh hoàng nói không phải mày đã trở về sao tại sao lại đến rồi Tuy rằng loại chuyện nhận công lao của người khác không phải lần đầu tiên anh ta làm, nhưng ở trước mặt chính chủ, anh ta vẫn cảm thấy có chút lung túng. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nói: Tôi đây không phải tới học tập y thuật của chủ nhiệm Lưu sao? Hoàng Đường, hiện tại lại không có bệnh nhân, sao chủ nhiệm Lưu bày ra y thuật cho cậu xem được? Hơn nữa, nếu như một con mèo, con chó tùy tiện đến cũng để bác sĩ Lưu bày ra y thuật, vậy ai đến phụ trách trị bệnh cứu người? Mau mau rời đi cho tôi! nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Lưu Văn Đức trách mắng, trong lòng ông ta bỗng nhiên dâng lên một cảm giác xấu, cho nên muốn đuổi đường Tuấn khỏi nơi này. Đường Tuấn vốn chấp hai tay sau lưng, lúc này vung tay lên, ném một vật đến tay Lưu Hoan, nói. Vậy làm phiền chủ nhiệm lưu truyền máu cho vị bệnh nhân này đi. Máu, 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 lúc này cuối cùng Lưu Hoan đã thấy rõ đồ đang cầm trong tay vậy mà lại là một túi máu, một loại hoảng sợ trào ra từ trong xương trực tiếp bao phủ anh ta lại, không khỏi thất thanh nói. Thời điểm kinh hoàng nói lung tung, Lưu Hoan lại ném túi máu đang cầm trong tay ra, giống như một cô gái nhát gan ném ra một con rán vậy. Đường Tuấn thuận tay tiếp được túi máu Lưu Hoan vứt ra. Sau khi ném được túi máu đi, hoảng sợ trong lòng Lưu Hoan mới giảm bớt. Ngay cả anh ta cũng không hiểu tại sao chính mình lại đột nhiên mắc bệnh sợ máu đột nhiên anh ta phát hiện bầu không khí trong phòng có chút kỳ lạ. Sắc mặt cha anh ta lưu văn nước tái xanh, lộ vẻ tức giận. Mà hình diệu lại cười lạnh không ngớt. Hình công huy trên giường bệnh trở nên trầm mặc, dường như đang trầm tư. Đường Tuấn và Mộ Dung Lan cũng nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc. Anh ta bỗng nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch, quay người nói với hình công huy. Ông chủ hình, chuyện không phải như ngài nghĩ đâu. Ngài nghe tôi giải thích, bệnh của ngài đúng là do tôi chữa được, không liên quan đến hai người bọn họ. Hình công huy khinh thường nhìn Lưu Hoan, câu nói như thế này bây giờ nói ra có khác gì giấu đầu lòi đuôi đâu. Ông khẽ nói, ha ha, có phải hay không tôi tự có phán đoán, chẳng lẽ chủ nhiệm Lưu nghĩ tôi là người ngu hay sao? Viện trưởng Lưu, bác sĩ Lưu, hai người đi ra ngoài trước đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với cháu gái tôi và bọn họ. Nhưng ông chủ hình, Lưu Hoan còn muốn nói tiếp lại bị cha là Lưu Văn Đức sắc mặt khó coi lôi ra ngoài. Lúc này ông ta hận không thể giết chết đứa con trai này, hại viện trưởng là ông ta mất hết thể diện. Chương 295, hóa ra là như vậy. Xem ra là hai người đã phẫu thuật cho tôi sao?" Hình Công Huy hỏi. Đường Tuấn gật đầu, nói: "Là bác sĩ Mộ Dung phẫu thuật chính, tôi chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ thôi." Mộ Dung Lan nói, "Nếu như không có sự giúp đỡ của bác sĩ Đường, tôi cũng không có cách nào Hình diệu nói, chú, bây giờ chú tin lời cháu rồi chứ? Là chú hiểu lầm cháu rồi. Hình công huy khẽ gật đầu, ánh mắt mang chút tán thưởng nhìn đường Tuấn và mộ dung lan, người trẻ tuổi khiêm tốn như vậy đúng là hiếm gặp. Bệnh của ông không có gì đáng lo, sau này chú ý một chút, không được vận động kịch liệt là được rồi. Đường Tuấn nói, hình công huy nói, tôi biết rồi, vẫn còn chưa hỏi qua tên của hai người mà. Sau đó, Đường Tuấn và Mộ Dung Lan lần lượt giới thiệu đơn giản về bản thân. Hình Công Huy nghe Đường Tuấn giới thiệu xong, không nhịn được nhìn Đường Tuấn rồi nói: "Cậu chính là Đường Tuấn, chính là cậu thanh niên thi so tài y thuật với Quỷ Y ngày mai sao?" Đường Tuấn gật đầu, nói: "Đúng vậy. Mấy hôm nay chuyện thi tài giữa anh và Quỷ Y bị người ta thao túng đã lan truyền khắp cấp trên của thành phố Vinh, với năng lực của Hình Công Huy thì muốn biết chuyện này cũng đâu có khó khăn gì." Hình Công Huy vẻ mặt ngạc nhiên, nói: "Lúc trước tôi nghe nói Quỷ Y chủ động thách thức một cậu thanh niên, còn cho rằng đó là tin đồn nhảm nhí, thật không ngờ nó lại là thật. Hơn nữa y thuật của cậu cũng vượt xa dự đoán của tôi, xem ra trận thi thố ngày mai với Quỷ Y rất đặc sắc. Có thể nhìn thấy hai cao thủ y học cổ truyền so tài, lần này tôi đến không hề sai." Ông chủ hình cũng rất hứng thú với y học cổ truyền. Đường Tuấn nhìn vẻ mặt của Hình Công Huy, buột miệng hỏi: hình công huy cười khổ nói chưa nói đến hứng thú chỉ là mấy năm nay làm ăn càng ngày càng lớn nhưng sức khỏe lại không bằng lúc trước vì muốn sống thêm vài ngày nữa tôi bắt đầu bước chân vào dưỡng sinh của y học cổ truyền lần này nghe nói quỷ y lâm trung hiệp đến thành phố vinh để diễn thuyết buổi tọa đàm về dưỡng sinh cho nên mới đặc biệt đến xin chỉ dạy một chút hóa ra là như vậy đường tuấn biết rõ người có tiền bây giờ đúng thực càng ngày càng chú trọng dưỡng sinh và sức khỏe của bản thân Người lớn tuổi bắt đầu luyện quyền pháp, thậm chí có những người giàu có còn điều phối cho mình một nhân viên chuyên nghiệp chuyên phụ trách về dưỡng sinh. Cũng giống như người của nhà họ đường, bình thường ai cũng cực kỳ coi trọng chất lượng của cuộc sống. Y học cổ truyền không phải càng lâu năm càng tài giỏi sao? Quỷ y đã thành danh nhiều năm như vậy rồi, anh mới mấy tuổi, có thể thắng sao? Audio điện tử võ tấn bền. chương 296 ông ta rất kích động. Hình diệu có chút không dám tin nhìn đường tuấn, lẩm bẩm nói cô ta chưa từng thấy y thuật của đường tuấn trong lòng không tin đường tuấn có thể thắng được quỷ y đường tuấn nói ha ha cô hình nói cũng rất có đạo lý nhưng không có chuyện gì là tuyệt đối cả ai cũng không nói chắc được cố tình làm ra vẻ huyền bí hừ hình diệu nói ha ha được rồi vân lần này là lâm trung hiệp chủ động thách thức đường tuấn đó được quỷ y coi trọng như vậy xem ra y thuật của đường tuấn cũng không tầm thường cháu đừng có coi thường cậu ấy hình công huy cười nói hình công huy nhìn đường tuấn một lúc sau đó sắc mặt nghiêm túc hẳn nói lần này tôi đến thành phố vinh ngoài việc nghe buổi tọa đàm của quỷ y ra vẫn còn mục đích khác cậu nên biết là qua một thời gian nữa đại hội y học cổ truyền của tỉnh phú yên chúng tôi sắp được tổ chức rồi chứ đường tuấn gật đầu thẩm dũng còn mời anh đến nữa cách ngày đại hội y học cổ truyền bắt đầu cũng chỉ còn khoảng một tháng nữa mà thôi Hình Công Huy nói: Lần này tôi đến đây là muốn tìm những người trẻ có chí hướng về y học cổ truyền để họ ở cạnh nhau sẽ phát triển ngành y học cổ truyền của đất nước chúng ta. Ô, Đường Tuấn tò mò nói, nhìn không ra ông chủ Hình còn có đức độ như thế. Tôi còn cho rằng những người kinh doanh như ông chỉ biết làm ăn thôi chứ. Hình Công Huy sao lại không nghe ra ý châm biếm trong lời nói của Đường Tuấn chứ? Cười khổ một tiếng rồi nói. Lúc trước đúng thật là tôi có ý nghĩ như vậy, cho rằng kiếm được nhiều tiền là chuyện lớn nhất của cuộc đời. Nhưng mấy năm trước tôi ra nước ngoài một chuyến, khiến tôi thay đổi rất nhiều quan điểm trước kia. Ông ta nhìn Đường Tuấn, nói: "Ở nhiều nước phát triển, ngành y học cổ truyền của chúng ta ngay cả tư cách kinh doanh bình thường thôi cũng không có, có rất nhiều bác sĩ, thầy thuốc y học cổ truyền còn không bằng những người vô gia cư ở đó." Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một đám người nước ngoài tay cầm gậy gộc đập phá cửa hàng y học cổ truyền. Bởi vì một ông cụ đông y đã đánh gió cho một cô gái nước ngoài, mà người nước ngoài lại không hiểu loại hình y thuật này, cho rằng y học cổ truyền là thứ phản khoa học phản nhân loại. Khóe môi ông ta cong lên diễu cợt, nói. Còn trong nước thì, người dân trong nước lại coi y học phương Tây là bảo vật vậy, còn đối với y học cổ truyền tinh hoa của nước ta thì lại không tin tưởng, cũng cho rằng y học cổ truyền là phong kiến, là mê tín dị đoan. Hơn nữa không chỉ trong lĩnh vực y học cổ truyền thôi đâu, các lĩnh vực khác cũng đều như vậy. Con gái Việt Nam thà bằng lòng gả đến những nơi khỉ ho cò gáy của châu Phi, chứ không chịu gả cho người Việt, dường như gả cho người nước ngoài là một chuyện rất vinh quang vậy. Bởi vì những nơi đó có rất nhiều chính sách hỗ trợ cho người nước ngoài. Nơi đây là Việt Nam, là lãnh thổ của riêng người Việt Nam mình. Nhưng bây giờ người dân trong nước lại xính ngoại đến mức mù quáng luôn rồi. Nói đến đây, sắc mặt chương 297 tại sao anh không đồng ý chứ? Đường Tuấn, dù lần này cuộc so tài của cậu và Quỷ Y có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn hy vọng cậu có thể đứng cùng một chiến tuyến với tôi, đóng góp một phần cho y học cổ truyền. Hình Công Huy nói một cách kính nể. Đường Tuấn im lặng một lát rồi nói: Ông chủ Hình, ông cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đi đã. Mặc dù lời nói của Hình Công Huy khiến người nghe sóng lòng trào dâng, hận không thể ngay lập tức cùng ông ta đi cống hiến một phần, nhưng Đường Tuấn đã không còn là đứa trẻ lên ba. Anh có năng lực suy nghĩ độc lập, Hình Công Huy chỉ coi như mới gặp anh có một lần, chỉ dựa vào mấy câu nói mà nói hết cho người khác biết. Đường Tuấn đâu có ngốc đến mức đó. Đường Tuấn, cậu nghĩ kỹ một chút, nếu như cậu bằng lòng, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Chỉ cần là chuyện có lợi cho y học cổ truyền, tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu." Hình Công Huy nói. Đường Tuấn gật đầu, dặn dò Hình Công Huy cần phải chú ý một số chuyện, sau đó dẫn Mộ Dung Lan ra khỏi phòng bệnh thật ra đề nghị của hình công huy cũng được, cũng coi như cùng chí hướng với anh, tại sao anh không đồng ý chứ? Mộ Dung Lan hỏi, ánh mắt đường Tuấn sâu thẳm, lắc đầu, nói. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ, chỉ là mới lần đầu gặp mặt ông ta đã không nhịn được mà nói kế hoạch của ông ta cho tôi. Mặc dù rất được lòng người, nhưng luôn mang lại cho người khác cảm giác không thật. Sắc mặt anh nghiêm túc lại, nói. Lãng phí thời gian của tôi cũng không sao, nhưng y học cổ truyền thực sự không chịu nổi phong ba bão táp này. Nếu Hình Công Huy có ý đồ khác thì sao, đến lúc đó tôi ngược lại trở thành tội đồ nối giáo cho giặc. Bây giờ có quá nhiều người hy vọng y học cổ truyền bị đào thải kia kia. Cho dù là ở trong nước hay ở ngoài nước, vẫn còn rất nhiều người có ác ý với y học cổ truyền. Người dân trong nước coi y học cổ truyền là phong kiến là mê tín dị đoan, còn người nước ngoài lại cho rằng y học cổ truyền là thủ đoạn lừa lọc chưa được khoa học kiểm chứng. Vì thế, y học cổ truyền ngày nay rất khó đi lên. Mộ Dung Lan hiểu những gì Đường Tuấn nói, ông ngoại của cô ấy Hoa Đình Phong cũng là một người rất nổi tiếng trong giới y học cổ truyền, từ nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt nên rất yêu thích y học cổ truyền. Tuy nhiên, ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận, tình trạng hiện tại của y học cổ truyền mà Đường Tuấn nói, rất xót xa, nhưng lại rất thực tế. Mộ Dung Lan nghĩ một lúc, rồi nói, nếu hình công huy thật sự có ý đồ khác, thì anh tốt nhất nên chú ý đến ông ta nhiều một chút. Ồ, Đường Tuấn có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Lan nói, anh không ở trong hệ thống y tế nên không biết rõ. Mặc dù hình công huy là ông trùm bất động sản tỉnh Phú Yên, nhưng mấy năm mục tiêu làm ăn quan trọng của ông ta bắt đầu thay đổi. Chỉ tính riêng hiệu thuốc y học cổ truyền và bệnh viện mà ông ta đã đầu tư cũng đã lên tới 10 nhà rồi, bắt đầu có quy mô nhỏ rồi. Nếu như ông ta thật sự muốn chấn hương y học cổ truyền, thì những hành động này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như ông ta có ý đồ gì khác, đến lúc đó kéo theo một giây, sợ là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến y học cổ truyền. Ngay cả đại hội y học cổ truyền lần này của tỉnh Phú Yên cũng vậy, ông ta cũng đã đầu tư vào rất nhiều tiền. Như vậy à? Đường Tuấn Trầm Tư nói. Hai người vừa đi ra khỏi bệnh viện, thì có ba chiếc xe hơi đỗ lại. Có một đám người nam nữ có, già trẻ có, tất cả đều mặc đồng phục bước ra từ trong xe chương 298, cô trả lời ông ta như thế nào? Sao bọn họ lại đến đây? Mộ Dung Lan thấy mấy người bọn họ, kéo Đường Tuấn sang bên cạnh, nói. Bọn họ là ai? Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan nói. Bọn họ là Sở Y tế Thành phố Vinh, phụ trách sức khỏe người dân và giám sát tất cả các bệnh viện của Thành phố Vinh. Bệnh viện số 1 của Thành phố Vinh chúng tôi đều do bọn họ quản lý. Nghe nói bọn họ có quan hệ rất tốt với Viện trưởng Lưu, lưu văn đức có thể ngồi lên vị trí viện trưởng này xem ra đã dựa vào bọn họ không ít chỉ là đây là lần đầu tiên đến bệnh viện với thế trận lớn như vậy đấy đường tuấn nghĩ một lúc bật cười rồi nói sợ là bệnh viện các cô sắp phải thay viện trưởng rồi nếu như tôi không đoán sai thì là hình công huy đã gọi điện cho bọn họ lần này hai cha con lưu văn đức lại còn dám bày trò trước mặt hình công huy còn suýt chút nữa là bắt ông ta đền mạc hình công huy lại không phải người dễ bị qua mặt đương nhiên khó mà bỏ qua như thế được. Anh nhìn mộ dung lan, nói. Cuộc phẫu thuật lần này là do cô phẫu thuật chính, e là bác sĩ mộ dung cũng sắp trở thành bác sĩ trưởng khoa mộ dung rồi. Mộ dung lan vốn là bác sĩ chữa trị kiêm phó khoa của bệnh viện, chỉ là sau đó bị lưu hoan dở trò bị điều đến quầy trực y tá. Mộ dung lan nghe thấy thế, trợn mắt nhìn đường tuấn một cái, nói. Vậy anh thì sao? Đường Tuấn xua tay, nói ý chí của tôi không ở đây, cho dù hình công huy có cho tôi làm viện trưởng, tôi cũng không làm. Quả nhiên đường Tuấn không hề đoán sai, chiều ngày hôm đó, hai cha con Lưu Văn Đức và Lưu Hoan bị nhân viên của Sở Y tế điều tra. Sau khi điều tra xong, những chuyện nhơ nhấp mà hai người bọn họ đã làm đương nhiên là giấy không gói được lửa rồi. Mua bán chức vụ, lạm dùng chức quyền để trục lợi, đàn áp bác sĩ của bệnh viện, tất cả mọi chuyện đều bị lôi ra trong nháy mắt lưu văn đức không chỉ bị ép từ chức viện trưởng thậm chí có thể phải ngồi tù mấy năm còn lưu hoan cũng không thể vô tội được mộ dung lan được hình công huy cất nhắc lên đảm nhiệm chức vị trưởng khoa mộ dung lan sau khi biết được tin này lập tức gọi điện cho đường tuấn hình công huy muốn anh đảm nhiệm chức chức phó viện trưởng của bệnh viện còn nói qua một thời gian nữa sẽ tìm cơ hội cho anh làm việc chính thức mộ dung lan nói trong điện thoại cô trả lời ông ta như thế nào đường tuấn hỏi Mộ Dung Lan nói có chút của trách. Còn trả lời ông ta thế nào chứ? Bác sĩ đường vĩ đại của chúng ta làm gì quan tâm đến như hư danh này, tôi thay anh từ chối ông ta luôn rồi. Người khác thì cố gắng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có thể ngồi lên vị trí viện trưởng này, nhưng chỉ có mình Đường Tuấn là lại ngược lại. Ha ha, vậy thì tốt. Đường Tuấn cười nói, mặc dù anh và Mộ Dung Lan quen biết chưa được bao lâu, nhưng hai người lại cực kỳ ăn ý, chỉ cần hơi nói một chút thôi, đã biết đối phương muốn gì. Cho nên để mộ dung lan từ chối lời mời của hình công huy ngược lại càng tốt hơn. chương 299 biệt thự số một công viên xanh. Đúng rồi, ngày mai anh thật sự sẽ thi so tài y thuật với quỷ y lâm trung hiệp sao? Tôi nghe ông ngoại tôi nói, mặc dù y thuật của lâm trung hiệp là theo kiểu không theo lối mòn, nhưng không hổ là biệt danh quỷ y thực thụ. Những người có thể thắng y thuật của ông ta cũng không có mấy ai giọng nói có chút lo lắng của mộ dung lan truyền qua điện thoại giống như những gì hình công huy nói thời danh thành danh quỷ y còn lâu hơn thời gian đường tuấn sống nữa mặc dù biết y thuật của đường tuấn rất tài giỏi nhưng mộ dung lan cũng không tự tin là mấy cô ấy sợ đường tuấn sau khi thua sẽ xa suốt tinh thần đường tuấn nói lẽ nào cô không muốn để tôi đi sao mộ dung lan ngơ ngác không nói gì làm gì có cô gái nào bằng lòng nhìn thấy người đàn ông mà mình thích là một kẻ nhu nhược quay đầu bỏ chạy ngay khi ra trận chứ?" Đường Tuấn dịu dàng nói. "Cô yên tâm đi, tôi đâu có yếu đuối đến mức đó đâu. Y thuật là chỉ có thể dựa vào đi sâu tìm tòi nghiên cứu mới có thể tiến bộ được, còn việc thi thố công khai về y học cổ truyền này lại càng khiến nhiều người quan tâm và hiểu rõ về y học cổ truyền hơn. Đây không phải là điều mà cô và tôi đều muốn hay sao?" Hơn nữa nếu thua quỷ y cũng đâu phải chuyện mất mặt gì đâu." Mộ Dung Lan khẽ thở dài một cái, nói: "Tôi biết rồi, ngày mai tôi có bệnh nhân cần phải phẫu thuật nên không đến xem được." Đường Tuấn nói: "Ừm." Um, hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Đường Tuấn cầm điện thoại, đứng ở ban công, nhìn bầu trời có chút âm u ở bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều chỉ với một cuộc điện thoại của hình công huy mà có thể khiến cha con Lưu Văn Đức sụp đổ, xem ra quyền lực của ông ta trong hệ thống y tế quả thật không thể xem thường được. Biệt thự số một công viên xanh. Trời vừa mới mờ mờ sáng, hôm nay là ngày quỷ y mở buổi tỏa đàm về dưỡng sinh tại thành phố Vinh, đồng thời cũng là ngày quỷ y và đường Tuấn thi so tải y thuật với nhau. Trên sân phơi cực lớn, đường Tuấn đang đánh quyền, quyền của anh lúc thì giống như vượn leo cây, đầy linh động, lúc thì giống như mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ bất thường. Đánh đến cuối cùng, quyền thế của anh lại trở nên dịu dàng nhẹ nhàng, giống như các cụ cao tuổi đang đánh thái cực quyền ở trong công viên vậy, nho nhã, khiến người ta cứ nhìn mãi không thôi. Đánh quyền xong, đường Tuấn thu tay về đứng nghiêm, đôi mày hơi cao lại. Thật kỳ lạ, gần đây mình đang luyện bát quái trưởng, hình ý quyền, còn có cả bát cực quyền, nhưng những lúc thực hiện lại có cảm giác không bằng những quyền pháp mà ông nội đã dạy. Đứng Tuấn bẩm bẩm trong lòng. Ông nội Đường Hạo đã bắt anh dùng thuốc ngâm mình tắm rửa ngay khi anh còn rất nhỏ, còn dạy anh quyền pháp để dưỡng sinh thậm chí còn dạy anh cách hít vào thở ra phối hợp với quyền pháp nữa. Bộ quyền pháp đó chỉ có tác dụng dưỡng sinh luyện sức khỏe, nhưng không dùng để đấu tranh. Với cái nhìn của tông sư chân khí cảnh bây giờ của anh đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Còn cái cảm giác, chương 300, không lẽ cậu định đưa cô ta cùng đi à? Lúc trước khi anh chưa luyện các quyền pháp khác, nên không có gì để so sánh và cũng không cảm thấy khác biệt là mấy, nhưng bây giờ ý nghĩ này lại càng mãnh liệt hơn khi anh luyện quyền pháp. Có lẽ đây chính là công hiệu của quyền pháp dưỡng sinh. Chỉ tiếc là bộ quyền pháp này không dùng để cạnh tranh, nếu không thì hoàn toàn hợp với mình rồi. Đường Tuấn không khỏi cảm thấy có chút hối tiếc trong lòng. Trên bàn ăn, Đường Tuấn, bà Độc và Hoa Tiểu Nam đang ăn bữa sáng. Nửa sáng này là do một tay bà Độc làm. Từ lúc vào ở trong biệt thự số 1 của công viên xanh, bà Độc hiển nhiên trở thành một bảo mẫu. Không chỉ chăm sóc Hoa Tiểu Nam, có lúc bà ta còn chăm sóc luôn cả Đường Tuấn. Đường Tuấn có chút ngại ngùng nên có nhắc đến việc mời bảo mẫu, tuy nhiên lại bị bà Độc từ chối. Bà ta không yên tâm để người khác đến gần Hoa Tiểu Nam. "Đúng rồi bà ơi, hôm nay để Tiểu Nam đi ra ngoài cùng với cháu nhé." Đường Tuấn uống một ngụm sữa đậu nành, nói. Bà Độc nghe thấy thế, cau mày nói: Hôm nay cậu không phải thi so tài với Quỷ Y sao, dẫn cô ấy đi có sao không?" Đường Tuấn nói. "Chắc không có vấn đề gì to tát đâu, chỉ một mình cô ấy thì cháu có thể chăm sóc được." Anh im lặng, rồi lại nói. "Hơn nữa cháu nghe nói Quỷ Y cũng rất giỏi trị độc, cho nên thuận tiện đưa Tiểu Hoa qua đó xem sao, có lẽ sẽ có ích." Bà Độc nghĩ một lát, nói. "Tôi có nghe qua về Quỷ Y, đúng thật là một quỷ tài y thuật." Tôi cũng từng nghĩ đến việc đi tìm ông ta, nhưng tiếc là hành tung của ông ta luôn bất định, cơ bản là không thể gặp được ông ta, chỉ là... Nói đến đây, bà ta nhìn Hoa Tiểu Nam, một cô gái có tính cách hướng nội ngại ngùng, đi đến một nơi có nhiều người như vậy thật sự không sao chứ. Tướng mạo của bà độc rất đặc biệt, cho nên không dám ra ngoài, sợ sẽ khiến mọi người chú ý. Hoa Tiểu Nam có chút đỏ mặt nhìn Đường Tuấn, nói. Chỉ cần ở cùng Đường Tuấn là được rồi. Bà Độc nghe thấy vậy, ngẩn người sau đó mới bật cười, đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ. Đường Tuấn lại không cảm thấy gì, thời gian gần đây hai người đã thân hơn, Hoa Tiểu Nam rất đáng thương, lại còn nhỏ tuổi hơn anh nữa, đối với anh mà nói là một cô em gái nhỏ. Ba người ăn sáng xong, Ninh Đình Trung đã lái xe qua đó rồi. Đường Tuấn không có thiệp mời nên không vào nghe buổi tọa đàm của Lâm Trung Hiệp được, nên hôm qua đặc biệt dặn dò Ninh Đình Trung đi làm cho anh hai cái thiệp mời thấy đường tuấn đẩy một chiếc xe lăn ra đứng đợi ở cửa chính sắc mặt ninh đình trung có chút ngạc nhiên không lẽ cậu định đưa cô ta cùng đi à mặc dù hoa tiểu nam rất xinh đẹp giống như búp bê xứ vậy nhưng dù sao hoạt động cũng không tiện đường tuấn đẩy cửa ra nhẹ nhàng ôm lấy hoa tiểu nam đặt cô ngồi ngay ngắn trên xe rồi mới mở miệng nói không sao tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy ninh đình trung thấy thế cũng không nói nhiều nữa Audio điện tử võ tấn bền hết chương 300